Đừng có cái gì cũng tò mò, đặc biệt là những thứ kỳ quái. Rầm rầm rầm. Chúng tôi là cảnh sát, hạ vũ khí xuống. Giơ tay lên trước đầu. Chu Tiểu An 19 tuổi, vừa bước qua kỳ thi đại học tàn khốc, trở thành sinh viên năm nhất. Chính lúc cậu ta cho rằng cuộc đời bắt đầu có hy vọng thì xảy ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu ta. Không được động đậy, không được động đậy. Lục soát xem trên người của nó còn có hung khí gì hay không. Thả tôi ra, các người hiểu lầm rồi. Tôi không giết người. Thành thực đi. Có gì muốn nói thì về sở công an rồi nói. Nhẫn, tất cả đều tại chiếc nhẫn này. 4 tiếng trước, công trường Thành Nam. Hoa văn đẹp mắt, màu sắc trong sáng. Thứ này quả thật là đời thường. Quả thật là đáng thương. Có mắt nhìn đấy, không hổ là con trai của nhà khảo cổ. Thích thì đeo thử xem đi. Lưu Phú Quý và Chu Tiểu An trước là bạn học. Tài phiệt đời thứ hai. Hả? Tôi phải đi làm đây. Chu Tiểu An đừng đi mà. Đeo lên một chút thì có làm sao. Chúng ta là bạn học cũ. Tôi có thể hại cậu hay sao? Tôi bị cậu hại vẫn chưa đủ hay sao? Lần trước cậu bảo tôi đeo miếng gỗ lát, suýt chút nữa là hại chết tôi. Ha ha, đó là miếng gỗ chuyển vận do một đạo sĩ bán lại cho bố tôi. Nếu không phải là đưa cho cậu, thử trước thì bố tôi thảm rồi. Đi chết đi. Chu Tiểu An, cậu đừng có mà. Không biết điều đấy. Từ khi bố cậu mất tích, mẹ cậu ngã bệnh, mắc nợ bệnh viện. Tôi chỉ là có lòng tốt muốn giúp cậu mà thôi. Chỉ cần cậu đem cái nhẫn này, tiền nợ bệnh viện tôi sẽ trả lại cho cậu. Thằng Mập nói không sai, 2 năm trước mẹ bị chẩn đoán là mắc một loại bệnh não hiếm gặp. Để chữa bệnh cho mẹ, cái gì cũng có thể bán được trong nhà đều bán cả rồi. Nếu tuần này vẫn không trả được viện phí, trị liệu của mẹ sẽ lại bị dừng lại. Tuy tôi rất cần tiền, nhưng cũng biết rằng thằng Mập này không phải là loại tốt đẹp gì. Thằng nhóc này trên trung học keo kiệt, đến mức giấy vệ sinh cũng tiếc không dám mua. Hôm nay mà lại dám cắt thịt, tuyệt đối là không phải chuyện tốt. Nhưng đây là cách kiếm tiền nhanh nhất rồi. Ha ha, biết ngay tên Tiểu An này là thằng hám lợi mà. Chu Tiểu An khi đó vẫn chưa biết chiếc nhẫn đáng thương này sẽ hoàn toàn thay đổi số mệnh của hắn. Bí mật kinh thiên động địa của loài người sẽ được bày ra trước mắt của cậu ta. Anh em giữ chặt thằng nhóc này, nó sắp chết rồi. Mấy chú này ở đâu ra vậy? Không sao, cái mông ấy. Không sao, không sao. Cái người này ánh mắt đáng sợ quá, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mấy thằng béo này tìm là người như thế nào đây? Không phải chứ, sexy vậy. Anh trai, chuẩn bị ghi hình xong chưa? Đừng bắt tôi đợi đấy. Còn phải ghi hình nữa sao? Lần này xong rồi. Giờ không phải lúc để ý mấy việc này. Không có tiền thì mẹ sẽ không thể tiếp tục nằm viện nữa. Mập, đã có gì đâu, chó chết. Lại bị lão đạo sĩ lừa rồi. Mất hứng, còn tưởng có thể nhìn thấy. Còn tưởng có thể nhìn thấy máu cho bọn này mở rộng tầm mắt. Mẹ nó, lãng phí cảm xúc của lão tử. Ông nội nhà nó, hóa ra đem lão tử ra làm mồi nhử. Các người nếu mà vui thỏa thích thì lão tử đi đời à. Mập, mày đừng quên trả tiền viện phí cho mẹ tao. Biết rồi, coi như là ta đen đủi. Chu Tiểu An, mày làm gì vậy? Không cần cảm ơn tao như vậy đâu. Chuyện nhà mày, tao không cần quản nữa. Đáng ghét, muốn nôn quá. Cái gì? Tiểu tử, mày không sao chứ? Không thở được. Mày giả bộ cái gì vậy? Nhanh tỉnh dậy đi. Không, không thở. Mẹ kiếp, đây là cái gì? Mẹ kiếp, mày làm gì vậy? Kệ thằng Mập đi, nhanh chạy thôi. Hắn vừa nôn ra cái gì vậy? Sống rồi. Ly mã, thứ gì vậy? Nhị ca, đây là huyết thi hay sao? Hừm, lần này tiểu tử ngươi mở mắt rồi nhé. Thằng Mập cũng coi như là mua được một món đáng tiền. Thằng đầu lợn đó,
Nếu không phải mua được món đáng tiền thì cũng không đến mức chết thảm như vậy. Đại ca, chủ thuê chết rồi, đơn hàng này không kiếm được rồi. Nhân huyết thi chưa động đậy gì, nhanh bảo huynh đệ trừ khử nó đi. Tao nói này, lão Tam, gan của mày cũng nhỏ quá đấy. Sư ông của chúng ta 10 năm trước đã chiến đấu giết huyết thi. Nhìn sau chúng ta, tiểu tử đeo nhẫn kia thì không cần nhắc đến rồi. Đến tiểu ni tử cũng vẫn chưa chạy. Tiểu tử nghịch giao bên cạnh cũng không thấy sợ hãi. Chúng ta cũng không thể làm mất mặt ngành sư ông như vậy chứ. Đại ca, anh nói có lý. Có điều, coi như là phụ tá đạo nhân cũng chưa từng thấy huyết thi chui ra từ miệng người. Đừng nói nữa, tiểu tử lên đi. Vâng, sư ông từng nói chỉ cần nhìn thấy móng lửa này, huyết thi cũng dần. Tiểu tứ, nhị ca bình tĩnh đã. Tứ nhi chết rồi, bình tĩnh cái bẹp. Nó là em ruột của tao. Tao không được ăn em tao. Xèo xèo xèo. Không được rồi, thi dịch có axit. Đại ca, em trai của tao còn chưa có vợ. Bảo vương què đốt bút bê nhật cho nó. Lão nhị, mẹ kiếp, theo ta nên chảm chết nó đi. Cứ tiếp tục thế này thì chết hết mất. Này đầu đỏ, nhanh tháo cái nhẫn xuống đi. Sớm đã gỡ ra rồi, không hiểu sao không tài nào mà tháo ra được. Đúng là tốn thời gian, tôi giúp anh. Háo sắc, lúc nào rồi mà còn nhìn trộm ngược người khác. Nhìn cô còn hơn là nhìn quái vật ấy. Anh dám so tôi với quái vật? Tôi không có ý đó. Ý tôi là quái vật xấu hơn cô. Cái gì? Quái vật xông ra từ miệng cậu rồi giết người. Cảnh sát hình sự Lưu 27 tuổi. Chuyện này sao có thể? Tôi nói thật mà, tôi không giết người. Vậy tại sao trên lưỡi dao của cậu lại có máu của họ? Con dao đó không phải của tôi, con dao bị ăn. Tiểu Niu, để cậu ta nói tiếp. Anh Mã, đầu thằng nhóc này 8 phần là có vấn đề. Chúng ta làm gì có thời gian, đừng nghe hắn nói là quỷ thần. Vội gì, chuyện sắp đến cao trào rồi. Tôi không kể nữa, dù sao nó mấy người cũng không tin. Tiểu tử thối, còn dám làm trò. Cậu đi trước đi, để cậu ta nói cho tôi. Cứu ý được người kia đi, ông ta rốt cuộc là muốn làm gì? Chu Tiểu An, tôi biết mẹ cậu đang nằm viện. Cậu chắc chắn rất muốn đến bệnh viện thăm bà ấy nhỉ? Tôi nói rồi, tôi không giết người. Những cái người có chết cũng không tin. Không phải vì viện phí, tôi sẽ không đồng ý với thằng mập đâu. Tôi hiện tại chỉ muốn về nhà. Muốn về nhà cũng không khó, chỉ cần làm theo lời tôi. Viết hết những gì cậu vừa kể với sự việc sau đó ra giấy. Cậu an tâm, sự việc được làm rõ rồi, sẽ đưa cậu về nhà đoàn tụ với mẹ. Ông nói thật sao? Đương nhiên. Có bản khẩu cung này, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là vụ án do kẻ thần kinh gây ra. Phá được vụ án lớn này, lão tử vừa được biểu dương, lại vừa được thăng cấp. Chu Tiểu An hoàn toàn tin lời của cảnh sát Mã. Để có thể về nhà, cậu ta bắt đầu thuật lại những chuyện kỳ quặc ngày hôm qua. Hình ảnh đáng sợ đó lại xuất hiện trước mắt của cậu ta. Mẹ ơi, đây là mùi gì vậy? Một mùi xác chết nồng nặc sộc vào trong mũi của Chu Tiểu An khiến cậu ta mất cả ý thức. Nhanh đứng dậy đi, tôi không muốn giống như bọn họ. Xin lỗi, cái gì? Nếu như giờ có người mắng chửi tôi là đồ lưu manh thì cứ mắng thoải mái đi. Tôi hy vọng có mấy ngày nữa tin tức sẽ nói một cặp đôi yêu nhau chết trong hạnh phúc, ít nhất có thể khiến cho mẹ tôi nhẹ lòng hơn. Kỳ lạ rằng tôi không thể thấy đâu. Khi tôi mở mắt ra, hình ảnh trước mắt của tôi khiến tôi xít ra quần. Xuyệt, không ngờ hắn lại cứu mình.
Biểu cảm này, nếu nào hắn muốn. Cậu nói là người đầu ăn cắt đó đã cứu cậu, đúng vậy. Đúng vậy, theo cậu nói thì hắn ta còn lợi hại hơn cả quái vật. Đúng rồi, mùi vị lỗ hôn đó như thế nào? Còn con kiều non nào phù hợp hơn được nữa không? Cô gái đó cũng được đấy, đã chạy mất rồi, vẫn còn thi thể của cô ta. Thực ra cô ấy vốn không đáng chết. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, cậu viết tiếp đi. Khi đó đại nạn không chết, đầu óc trống rỗng, mơ hồ nghe thấy có người gọi. Đồ ngốc kia, vẫn còn ngây ra đó làm gì? Muốn chết ở đây như mấy người kia sao? Trời ơi, lắm tay, chết cũng đáng. Không biết chạy đã được bao xa rồi, giày cũng sắp rách mất rồi, trời cũng tối đen. Có điều coi như là chưa bị giết. Xin chào, chào mừng quý khách. Ngại quá, tên cô ấy cũng không biết nữa. Thằng mập chết tiệt cũng thật là thảm hại. Vị huynh đệ vừa rồi cũng rất là lợi hại, không biết đã chạy thoát hay chưa. Xảy ra chuyện gì, gọi 110 cũng được. Để đỡ ngại ngùng, tôi chỉ có thể tán sóc linh tinh. Cô ấy từ đâu đến? Cuối cùng ra sao cửa sổ? Cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như không để ý đến câu chuyện. Cậu tên Chu Tiểu An. Chúng ta đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Vào khách sạn đi. Thật là đáng ghét, toàn đưa người ta đến chỗ này. Anh không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao? Sợ cái gì, anh có cách. Vào đó mang theo một cái đảm bảo an toàn. Đây là thẻ phòng của quý khách. Xin mời đi bên tay phải. Đừng sờ mó linh tinh, vào trong rồi nói. Dù sao cũng không có ai nhận ra chúng ta. Ây à, bây giờ kiểu người nào cũng có. Lại một đội học sinh nữa đến. Tại sao công việc của mình nhất định là phải đối mặt với đôi khách của loài người? 5 năm trước, mình cũng là sinh viên đại học sung mãn sinh nhật. Không biết tại sao, tốt nghiệp lại thành thất nghiệp. Hiện tại, lưu lạc thành tiếp tân của khách sạn. Nhìn các người từng đôi cặp kè, bà cô cũng thấy khát, bà cô cũng thấy đói. Sắp hết phòng rồi, muốn thuê thì nhanh lên đi. Không phải chứ, thật sự là vào đây với cô ta. Lẽ nào đây chính là lời Chu Tiểu An tạm biệt đời trai. Kẻ không tiền bạc như mình, tướng mạo cũng bình thường, nhưng mình lại có cơ hội này. Hơn nữa lại còn là cực phẩm. Tiền cô cho tôi một phòng giường đôi. Mẹ ơi, lại còn ngủ, lại còn chủ động trả tiền. Không đúng lắm thì phải. Không đúng, chuyện không đơn giản như vậy, mình hiểu rồi. Tình hình này, nếu cô ta không phải là lữ quỷ thì cũng bị dọa đến mức tâm thần phân liệt mà thôi. Kẻ trước mặt mình lại thảm như vậy, kẻ sau mình là đồ súc sinh. Lý trí, bản năng đại thắng, lý trí toàn bại. Còn ngay sau đó làm gì? Vào đi. Cái đó thật ra tôi còn chưa biết tên cô. Hay là đưa cô về nhà nhé. Đến mình cũng kinh ngạc. Trước khi bước vào cửa, lý trí đột nhiên trỗi dậy. Anh không phải cho rằng tôi muốn làm cái đó với anh đấy chứ? Vậy cho hỏi chúng ta đến đây vẫn còn chuyện khác để làm hay sao? Xin lỗi, xem ra là tôi khiến anh hiểu lầm rồi. Đây là danh thiếp của tôi, Huyền Huyền Yến, phóng viên. Có người bỏ tiền ra thuê tôi viết chuyên đề về chiếc nhẫn đó, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Phóng viên? Không phải. Không phải chứ, xem ra cũng tầm tuổi mình. Vì vậy tôi đưa anh đến đây để quan sát chiếc nhẫn đó mà thôi, đừng có nghĩ nhiều. Đau quá. Tôi bảo cô không thể nhẹ nhàng một chút hay sao? Lúc anh hôn tôi sao không thấy nhẹ nhàng hơn? Nếu không phải là vì cái nhẫn thì đã bỏ anh lại cho đống quái vật đó rồi. Quả nhiên là nữ nhân độc ác. Kỳ lạ, hình như cái nhẫn này găm vào thịt của anh rồi. Không phải chứ, đừng động đậy. Chuyện vừa rồi thật ra chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Hay là Chu Tiểu An, lúc nhỏ anh có lôn ra thứ gì kỳ quặc hay không? Đùa cái gì vậy? Cô nghi ngờ tôi là quái vật hả? Nếu tôi là gái vật, cô nên chạy đi mới đúng. Hừm, anh đừng coi thường phóng viên chúng tôi.
Để có được bản báo cáo, đến cả mạng sống cũng có thể vứt bỏ. Đúng là đến lúc này rồi mà vẫn còn ghi hình được. Này, anh cởi đồ ra đi. Trực tiếp nói với tôi trên người có gì cổ quái. Cởi ra đi cho tôi xem, đùa à, tại sao tôi phải cởi ra? Vậy thì đừng trách tôi. Không, mất rồi. 10 phút sau, quần áo của tôi đâu? Cô làm gì vậy? Tôi nói này Chu Tiểu An, anh cũng nên đi tắm đi. Đừng có đổi chủ đề. Vừa rồi lấy cái gì đánh tôi, độc ác như vậy? Cô không phải là phóng viên, là sát thủ. Nói thật, người như anh cũng có chút thú vị đấy. Đưa tôi đến khách sạn, còn có thể nói đưa tôi về nhà, thấy anh là người đầu tiên. Cô đến khách sạn với rất nhiều người đàn ông hay sao? Không đến được anh quản. Đợi tôi chụp xong chiếc nhẫn của anh có thể đi. Nữ nhân này đúng là lật mặt còn hơn, nhanh hơn cả lật trang sách. Xong rồi, không thấy điện thoại đâu. Khó khăn lắm mới chụp được hình con quái vật đó. Đứng lại, đứng quay lại đó, vì một cái hình có đáng hay không? Trong điện thoại của tôi còn có rất nhiều thứ quan trọng. Đột nhiên tôi có dự cảm bất thường. Chỉ khoác tạm chiếc áo rồi đuổi theo. Đợi tôi với. Lúc đó ngoài kia trời đang mưa. Tôi chửi thầm bản thân tại sao lại không nắm chắc lấy tay cô ta. Không biết lúc nào tôi đã quay lại hiện trường lúc trước. Thi thể của những người đó ngâm ở trong nước mưa lại càng đáng sợ hơn. Lại thêm nước mưa lạnh. Đến mức tôi bất giác rùng mình. Không thể tin vào mắt mình lúc này. Hồng Huyền Huyền vừa mới ở đây cùng với tôi, trước mắt đã biến thành một thi thể lạnh ngắt rồi. Hậu cung viết giống như tiểu thuyết vậy. Cậu vẫn còn là người sống sót. Tôi muốn tự tay giết chết con quái vật đó. Khi đó con quái vật ấy nhất định là vẫn còn ở đó. Vì vậy tiện tay nhặt con dao lên. Sau đó cậu bị cảnh sát vây quanh. Cậu chắc chắn là không có giấu giếm điều gì. Không có. Hôm nay đến đây, cậu đợi kết quả đi. Đợi một chút, không phải ông nói viết xong sẽ đưa tôi về nhà hay sao? Các ông xem điện thoại của Hồng Nguyên Huyền Yến thì sẽ rõ thôi. Mau đi xem đi. Chúng tôi đã kiểm tra hết hiện trường rồi, không có chiếc điện thoại trắng nào như cậu nói cả. Sao có thể cô ấy vì chiếc điện thoại mới liều mạng như vậy? Các ông nhất định là tìm sót rồi, tìm lại đi. Ha ha, đại thúc ông không sao chứ? Chu Tiểu An, tất cả những chuyện này đều là hoang tưởng. Vì vậy, quái vật điện thoại ngoài cậu ra thì không thấy ai cả, hoang tưởng. Ông không phải cho rằng tôi bị thần kinh đấy chứ? Không sai, cậu thông minh quá đấy. Lời giải thích duy nhất của bản khẩu cung là cậu bị bệnh. Hung thủ vụ án giết người này chính là Chu Tiểu An, sinh viên đại học bị thần kinh. Vỗ tay cho sự suy đoán tuyệt vời của ta đi. Cô khô. Tôi từng nói cậu sẽ được về nhà nhanh thôi. Yên tâm đi. Bệnh viện tâm thần chính là nhà mới của cậu. Hả? Hóa ra từ đầu tới cuối ông đã không tin lời tôi. Nha, tiết kiệm sức đi, cậu sinh viên. Đó là còng tay sắt đấy, Lý Tiểu Long cũng không phá được đâu. Giác. Sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? Thật sự là vô cùng hư cấu, không thể tin vào mắt mình. Hình bên trên không có liên quan gì đến câu chuyện của Chu Tiểu An, chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Bạn thân yêu, đây không phải là chuyện đánh nhau máu chảy đầu rơi. 4 giờ chiều hôm đó, Chu Tiểu An bị đưa đến nhà giam Thiên Kim số 1 để đợi phán quyết từ tòa án. Cũng giống như Minh Tinh Kha chịu kiểm tra đỏ mặt đáng sợ, bị một đá đá vào buồng giam, ngã rũ rũ như con chó hoang. Trong khi đang bị vây quanh bởi hàng loạt những câu hỏi đau đầu, một giọng nói đáng sợ vang lên trong đầu của hắn. Giết, giết hết tất cả đi. Đây là cái gì vậy? Âm thanh không ngừng kêu lên. Đừng kêu nữa, đừng. Ồn ào quá. Đờ mờ đừng kêu nữa. Âm thanh coi như hết rồi. Người mới à, thằng chó. Vào tù mà cũng không đánh tiếng xem quy định thế nào. Quy định gì? Hừm, mày xem. Mày nào đã đổ vào hả? Vị này là anh hổ. Người trong phòng đều nghe lời anh hổ, hiểu chưa? Lần trước có thằng nhãi người Đông Bắc già mồm với anh hổ đã bị đánh như tử. Lần trước còn lần trước nữa có thằng nhãi người Bắc Kinh chọc giận anh hổ cũng bị đánh như tử. Lần trước còn lần trước nữa còn có lần trước nữa cũng bị đánh như tử.
Biến thái, tại sao cứ phải đánh con người ta vậy? Dạ rồi sao? Còn không có anh hổ? Đợi đã. Gọi tao tiểu hổ là được rồi, đừng khách khí. Anh hổ hôm nay không ăn nhầm thứ gì đấy chứ? Ăn cái đầu mẹ mày. Mẹ mày. Cho nó ngồi xổm một chỗ. Bắt bọn mày đi vũ trụ chắc. Đúng vậy, đúng vậy. Vụ này thế nào đây? Cho hỏi vị tiểu huynh đệ quý tính như thế nào? Tôi là Chu Tiểu An. Hóa ra là anh An, ngưỡng mộ đã lâu. Sau này có việc gì cứ nói với huynh đệ ta. Nhưng mà tôi không có gì đặc biệt cả. Ông khách khí với tôi như vậy làm gì? Nói thật, tôi là vì đầu cơ trục lợi văn vật cổ vật mới bị bắt vào đây. Đừng nhìn tôi xấu xấu đáng sợ, thật ra tôi cũng có chút hiểu biết với cổ vật. Nếu cậu không tin, chiếc nhẫn mà huynh đệ đang mang nguồn gốc không bình thường. Hóa ra ông ta cũng coi mình là con buôn cổ vật. Nói như vậy, ông biết nguồn gốc của chiếc nhẫn này. Lai lịch tôi vẫn chưa rõ lắm, nhưng ta chỉ cần dùng con mắt này là nhìn là biết. Đùa nhau à, con mắt đó không phải là chuột hay sao? Khà khà, xem ra cậu không tin. Con mắt đó tuy mù, nhưng có thể nhìn thấy thứ mọi người không thể nhìn thấy được. Ví dụ như trên cổ vật có đeo bám linh hồn. Vậy không phải là còn lợi hại hơn cả thiên nhãn hay sao? Càng nói càng linh tinh, thực tế làm gì có chuyện đó. Ha ha, tiểu huynh đệ, cậu là chưa gặp qua, liền thấy lạ thôi. Buôn bán cổ vật làm gì có ai không biết hổ mắt chột cơ chứ. Trước khi vào đây, anh hổ chính là nhờ con mắt này mà thành phát tài đấy. Anh hổ, em nói không sai chứ? Anh hổ, anh sao vậy? Nhanh, ở đâu có chuyện rồi, mẹ kiếm. Thất khiếu sung huyết, đâu cần khoa trương như vậy. Đờ mờ, đừng nằm ầm lên. Ông đây vẫn chưa chết đâu, anh hổ, anh vẫn chảy máu à. Thật sự không cần gọi người đến. Không phải chứ, sắp có án mạng à. Anh hổ, cà kê cái gì với thằng nhóc ấy vậy? Sao tao biết được? Chúng mày nhìn kìa, ngừng chảy máu rồi. Sao vậy, hết cái gì đây? Muốn ở thêm vài năm nữa à? Không có gì, em mộng du thôi. Tiểu tử nắm chuyện, tắt đèn đi ngủ, đừng có cãi nhau đấy, phạt cả lũ bây giờ. Anh nhanh nói đi, anh hổ vừa rồi nhìn thấy gì? Cậu bắt buộc tôi phải nói hay sao? Đừng sợ hãi đấy. Tôi thấy sau lưng của cậu có người đàn ông đeo mặt nạ. Đời thường chỉ có mấy loại người làm đạo sĩ mới đeo thứ đó. Nhẽ nào chủ nhân của chiếc nhẫn, ông nội mày dám đeo nhẫn của lão tử, cho ngươi học máu. Kiểu nguyên rủa này cũng không bình thường nhỉ. Hơn nữa tại sao đến tháo ra cũng không tháo được? Đạo sĩ với huyết thi có liên quan gì? Hoàn toàn không hiểu nổi. Tiểu huynh đệ, ngủ sớm đi, không ra ngoài được thì có nghĩ gì cũng vô dụng. Tuy nói như vậy, nhưng mình nhất định là phải tìm ra bí mật của chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, tại trung tâm giám định pháp y thành phố Thiên Kim, bọn họ cũng đúng là một lần mà gửi đến 10 cái tử thi bảo xét nghiệm tử thi, muốn làm chết chúng ta hay sao? Muộn quá đấy, muộn quá rồi, mấy cô đi trước đi. Nhưng mà chủ nhiệm ngày cả ngày cũng không nghỉ ngơi gì cả. Không sao, tôi làm thêm một người nữa rồi đi. Cậu thấy new chủ nhiệm thế nào? Còn phải nói hay sao, người ta vừa đẹp trai vừa mát, còn có sự nghiệp, nếu gả cho người như vậy thì tốt quá rồi. Đừng si tình nữa đi, người ta không thèm để ý đến chúng ta đâu. Đúng là đáng ghét, mơ mộng có chút gì đâu. Lưu Tâm Khiết, 27 tuổi, pháp y chưa kết hôn. Bọn người sống đúng là thô tục phiền phức, em nói đúng không? Bạch Tuyết của anh. Em yêu, cả thế giới chỉ còn hai chúng ta thôi. Con bướm xinh. Mẹ kiếp, đồ ngu xuẩn nào để quên điện thoại vậy? Mất hứng quá, ông tìm thấy ông ném thẳng xuống đầu. Nó phất phơ rũ nhẹ nhàng. Mẹ ơi, sao điện thoại lại trong bụng thi thể vậy? Hơn nữa, vết thương vùng bụng lại tự lành miệng. Khả năng này hoàn toàn không thể giải thích bằng pháp y được. Đói quá. Trung tâm nghiên cứu tử thi thanh thần. Nghe nói tối qua chủ nhiệm khoa giám định chết rồi. Tư thế rất là khó tả. Lần cuối cùng các cô gặp anh ta là khi nào? 9 giờ tối qua. Lúc đó
Xác tử thi đó vẫn còn chứ? Vẫn còn. Nguyên nhân vì bác sĩ này chết không rõ ràng, xác chết bị đánh cắp, là một vụ hóc búa. Tiểu Lưu, bảo cậu tra bằng hình sao lâu như vậy? Này Tiểu Lưu điếc à, anh, có chuyện lớn rồi. Băng ghi hình lúc đó không được cho ai khác biết. Vâng, anh có tin có chuyện xác sống. Đừng ăn nói linh tinh, có lẽ cô ta vốn chưa chết. Không thể nào, hôm trước chính đích thân em kiểm tra thi thể. Khi đó, anh Mã cũng ở đó mà. Từ vụ của Chu Tiểu An liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái. Có khi nào thằng tiểu tử đó là nói thật. Vụ đó kết thúc rồi. Đừng nhắc nữa. Vâng vâng. Nhưng mà thi thể tự chạy đi mất rồi. Tiểu tà ma này, chúng ta định phá thế nào đây? Đã tưởng nhất định là phải phá bằng được. Bảo bọn Tiểu Vương đi điều tra tất cả những máy quay trong bán kính 20 cây quanh trung tâm pháp y. Chỉ cần phát hiện được Hồng Huyền Yến lập tức báo cáo. Vâng. Không cần biết là người hay quỷ, chỉ cần bắt nó lại, tất cả sẽ rõ. Ây à, ngồi cả buổi chiều, đau mông chết mất. Đây gọi là ngồi thiền, nhẫn nhịn chút đi, sinh viên đại học. Đây có là gì? 2 năm trước ngồi tù ở phương Nam, mỗi ngày đều phải lao động 10 mấy tiếng. Giờ được ngồi xem tivi là tốt lắm rồi. Vẫn là anh Hổ, đi nhiều hiểu rộng. Cục Tổng An ninh thành phố, chúng ta lần này ra quân bảo vệ tài sản tính mạng của cả nhân dân, tỷ lệ phạm tội cũng giảm mạnh, tình hình trị an được cải thiện rõ rệt. Xít, chương trình TV rõ ràng chỉ có tiếp sóng tin tức không nhỉ? Tin tức nhảm nhí không à? Chu Tiểu An 14 tuổi, nạn đi khảo cổ nữa à? Ngày mai xuất phát, đi núi Vũ Di, chăm sóc mẹ giúp bố nhé. Con không thích ở với mẹ, đưa con đi cùng đi. Con đọc rất nhiều sách cổ đó. Tiểu tử thối, bố nói không được lấy sách của bố mà. Thôi chết nọ rồi. Khảo cổ là công việc rất là nguy hiểm. Đợi con nói một chút nữa, bố nhất định là sẽ đưa con đi cùng. Ba ba, bố phải giữ nó nhé. Ngươi nói dối, tên cảnh sát đó. Cậu chắc chắn là không có dấu xiếm. Không có. Không đến được ngươi quan tâm. Hô hô, Tiểu Hồng đừng đi. Ta giết tất cả. Ngươi nhân lúc nặng nạc chạy thoát đi. Không muốn. Ta đã nói rồi, ta không muốn giết người. Cũng không muốn gặp lại người. Được thôi, chỉ cần đeo chiếc nhẫn đó, ta có thể sẽ tìm thấy người. Đừng quên giao ước của chúng ta. Không không. Đã 3 ngày từ khi xảy ra sự việc dấu chân máu. Các loại đồn đại kinh dị nổi lên ở trong buồng giam. Người duy nhất biết được chân tướng chỉ có mình Chu Tiểu An. Phòng đồn trưởng, tại sao đưa tôi đến đây? Tiểu tử, cậu coi như là may mắn nhé. Nếu có thể một mình ở bên cảnh sát mai một ngày, dù có là phạm nhân cũng đáng. Tiểu Mai, sau này phải thường xuyên đến chỗ tôi nhé. Ngài tha cho tôi đi. Hôm nay chút nữa thì bị mùi của phạm nhân làm ngạt thở rồi. Lần sau trước khi đến nhớ gọi điện thoại. Tôi phát cho bọn họ mỗi đứa 10 chai nước hoa. Đây chính là vị cảnh sát nữ mà bọn họ nói đến. Xem ra chắc chắn là sẽ đưa mình đến tòa án thẩm vấn. Mùi trên người giờ giống hệt như là anh Hổ rồi. Chu Tiểu An, từ hôm nay anh do tôi quản lý. Cùng lúc đó, tại khu nông thôn huyện Tinh Hải, thành phố Thiên Kim. Ông chắc chắn là cuối cùng cô ta vào căn nhà này chứ? Không sai đâu, lúc đó tôi đang dọn đồ về nhà, gặp cô ta trên đường, tôi dẫn cô ta đến đây. Tài xế taxi ní mỗ. Tôi nhớ rất rõ ràng cô ta rất đẹp, chỉ mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân, đấm nội y cũng không có. Đồng chí cảnh sát, anh không phải là nghi ngờ tôi làm gì cô ta đấy chứ? Tôi gần này tuổi rồi, hơn nữa tôi cũng không có gan đó. May mà ông không động đến cô ta. Tiêu Diễm 26 tuổi, đẹp quá. Đầu nhi, quả nhiên hắn nói không sai. Hồng Nguyên Yến vẫn ở bên trong căn nhà đó, sao cậu biết? Coi như chúng ta may mắn. Trên cột đèn đường có lắp camera đối diện với căn nhà đó. Chúng tôi xem rồi, thi thể không. Hồng Nguyên Yến đi vào đó giờ vẫn chưa thấy ra. Sự việc so với dự liệu đơn giản hơn nhiều rồi. Đem thêm vài người xông vào bắt cô ta lại. Đồng chí cảnh sát nhất định đừng xông vào. Căn nhà đó bị gọi là căn nhà ma ám. Nghe các cô kể lại, căn nhà đó
được một vị thương gia giàu có thời dân quốc xây dựng. Nhưng năm nọ nạc đã bị cướp, cả nhà từ già đến trẻ đều bị giết sạch. Sau này, cứ nhà nào gần đây thì kêu gặp chuyện không hay, thậm chí là chết, bởi vì thường hay có án mạng. Cấp huyện cũng rất là đau đầu, camera là do trên huyện lắp đặt, là nói không sai chút nào. Căn nhà này đã tám như vậy, trên huyện trực tiếp điều người xuống phá hủy không phải là xong thôi sao? Kha kha, chủ tịch huyện là cũng muốn làm như vậy, nhưng những hộ xung quanh không muốn. Có một căn phòng mỗi năm rất có nhiều khách du lịch đến thám hiểm, nếu mà phá đi thì sẽ không có khách du lịch nào đến đây, vậy thì biết kiếm tiền ở đâu? Bọn nông dân nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng mà còn tính hơn cả khỉ. Kha kha, đâu, hai tầng trên không có người. Đảo ba người đi kiểm tra tầng hầm. Ây à, đã bảo đừng vào lại cứ thích xông vào, có đồng tốt mà không chịu nhận. Này nói gì đi anh Mã, bọn họ xuống đó cả tiếng đồng hồ rồi mãi không thấy động tĩnh gì, không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cậu xuống đó xem đi nào. Ấy phí này, không phải thì tôi chắc. Mẹ kiếp, thành công thường đều là ông nhận việc nguy hiểm khó khăn thì đổ hết lên đầu bọn này, đừng xảy ra chuyện gì. Não tử mới cưới được hơn một tuần thôi, trong phim truyền hình kẻ sắp chết thường là mấy người mới cưới. Mẹ nó, ông vẫn chưa sống đủ đâu. Cái tranh quỷ quái này, mấy người cổ nhân này đang quỳ lại một não tử tứ chi bị phá hoại à? Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Trương Minh, tiểu lão thiết, nếu mà mấy người đang muốn trốn để hù não tử, vậy đừng trách não tử không tha cho mấy người. Ba người này làm cho gì vậy? Vậy cả nửa ngày cũng không thấy trả lời. Tiểu Niu, cậu cũng xuống đây à? Đừng lấy điện thoại chiếu nữa, đau mắt lắm. Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều thấy rất là ngứa cổ, rất ngứa, tôi không chịu được nữa rồi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mấy người ở đây kể ca cái gì vậy? Ngứa cổ quá, tại sao lại không cãi được? Mẹ kiếp, các người sao lại thành ra thế này? Nhà ma lại có án mạng sao? Lùi lại đi, không có gì đáng xem cả đâu. Y sĩ, bọn họ có thể cứu được hay không? Không được rồi, ba người đều không có hơi thở nữa. Thật sự không dám tin có kẻ lại ra tay độc ác biến thái như vậy. Mấy người nhất định là phải bắt được kẻ đó, hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ông nói không đúng. Tôi đã khám xét kỹ từng ngóc ngách của tầng hầm rồi, dưới đó ngoài ba người bọn họ ra căn bản là không có ai khác. Đội kỹ thuật dùng máy thăm dò sóng âm dưới 3 mét cũng không tìm thấy gì cả. Như vậy có thể loại trừ khả năng có đường hầm hoặc là phòng tối. Cũng chính là nói tầng hầm chính là phòng bí mật, đường thoát duy nhất bị chúng ta chặn lại rồi. Nếu phạm nhân ẩn nấp ở trong này thì không thể nào mà trốn ra ngoài được. Ba người bọn họ đều thân chinh trăm trận, ai có thể phản kháng mà? Còn có Hồng Huyền Yến lại mất tích trong đó. Vị đại thúc đó nói không sai, trong căn nhà đó có ma. Tôi là Mai Hiểu Sảng, đội trưởng hình sự số 2. Xin chào. Này, tôi có phải ổ cái đâu, anh trốn cái gì? Tôi sợ mù chân người của tôi ám vào cô. Cô cười cái gì? Hóa ra chuyện tôi nói với Lưu cục trưởng anh nghe thấy hết rồi. Người đó rất là thô bỉ, mỗi lần nhìn thấy tôi thì con người như kiểu sắp rơi xuống đó. Tôi là không muốn nói chuyện với hắn nên mới nói người phạm nhân thôi. Hóa ra là như vậy, còn tưởng cô ta là tiểu thư kiêu kỳ. Có thể xuống xe rồi. Hả? Không phải là đi đến tòa án hay sao? Cô đây là... Tôi đã nói rõ với cục trưởng lý, do anh không thể là hung thủ rồi. Vụ của anh vốn là do tôi đảm nhận, bởi vì thực sự không thể ngồi yên được nên mới nhúng tay vào. Cô là thiên sứ, ông trời phải xuống đúng không? Có điều sao cô biết tôi không giết người? Rất đơn giản, nếu dùng dao ngắn để giết người, trên quần áo anh sẽ có rất nhiều vết máu li ti.
Nhưng quần áo lúc đó của anh bắt lại không hề có một chiếc, có một giọt máu nào. Đúng đúng, có điều nhỡ đâu tôi giặt hết ở khách sạn rồi thì sao? Tôi đã hỏi lễ tân ở đó rồi. Cô ấy nói lúc anh bước vào quần áo rất là sạch sẽ. Suy đoán đơn giản như vậy, mình lúc đó sao không nghĩ ra? Từ ban đầu, từ ngày đầu tiên bước vào đội hình sự, tôi đã mơ ước có ngày phá được vụ án ghi danh sử sách. Chiếc nhẫn thời cổ đại, từ miệng nôn ra, hình nhân vật, hình nhân quái vật người đầy máu, giết người điên cuồng, quá là kích thích rồi. Còn anh chính là chiếc chìa khóa trong mơ của tôi. Để giải câu đố huyết ma nhân giết người, bắt đầu từ giờ tôi sẽ theo dõi anh và chiếc nhẫn đó 24 giờ. 24 giờ có khi nào đến ngủ cũng cùng nhau hay không? Không được. Chuyện giữa mình với con quái vật đó tuyệt đối không thể để cho cô ta biết được. Thật ra những cái đó đều do tôi bịa ra mà thôi. Cô đừng để ý làm gì. Cái gì? Cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi còn có việc đi trước đây. Này Chu Tiểu An, đợi chút đã. Hừm, đừng tưởng tôi bỏ qua dễ dàng như vậy. Khách sạn Đế Vương đêm đó, cảnh sát nêu, chị nhà anh còn đẹp hơn cả Minh Tinh. Thật ra cái cô tóc ngắn kia rất giống nữ diễn viên ở, rất giống nữ viên chính ở trên truyền hình. Thật ra cô ta chính là những nữ diễn viên chính đó đấy. Không phải chứ, hóa ra là thật. Bọn có tiền đều phóng khoáng như vậy sao? Sao mình không có ông bố lắm tiền như bọn chúng nó? Chỉ cần tin tình báo của ông đoán giá, chút nữa cô ta cho mình ông dùng. Âu Dương Thần 20 tuổi, con trai chủ bất động sản Âu Dương Thạch. 20 phút tiếp theo, cảnh sát Niu đem tất cả những chuyện đáng sợ xảy ra ở ngôi nhà ma đó thuật lại sống động như thật cho Âu Dương Thần. Quan trọng là cục trưởng hạ lệnh sự việc ở ngôi nhà ma đó không ai được tiếp tục điều tra, đặc biệt không được để cho Ma Hiểu Sảng biết được. Mỹ nữ ở bên cạnh thần ca như mây lại chỉ yêu Ma Hiểu Sảng, còn Ma Hiểu Sảng lại thích mấy vụ án tà môn, vì vậy đặc biệt nói cho thần ca biết. Anh nói không sai, chỉ cần có thể có được Hiểu Sảng, phải trả giá như thế nào tôi cũng đồng ý. Cho dù có chết tôi cũng vui vẻ. Mấy đứa con gái đó đêm nay đều là của ông hết. Cảm ơn thần ca. Thần ca đi cẩn thận. Đại học Thương mại Thiên Kim. Quay lại trường học được một tuần rồi, cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ. Chưa từng nghĩ rằng tuổi trẻ được ngồi cạnh thanh thản uống coca là hạnh phúc như vậy. Có lẽ mình quá bình thường, mấy ngày không lên lớp, mấy tên trong ký túc xá cũng không thèm để ý đến mình. Nhưng sẽ nhanh thôi, chúng sẽ bắt đầu nghị luận sau lưng của mình. Này, nghe chuyện gì chưa? Chu Tiểu An tìm được cô bạn gái rất là xinh đẹp. Không phải chứ, thằng rùi bọ mà cũng có bạn gái sao? Bọn mày biết đấy, mấy ngày nó không lên lớp để làm gì không? Chuyển ra ngoài với bạn gái đấy. Mẹ nó, ghen tị với thằng nhóc đó quá. Đi vệ sinh sao đi lâu như vậy? Mua kem cho anh này, cảm ơn nhé. Sau này không được rời khỏi tầm mắt của tôi quá 10 phút. Tuần này. Tối nay ăn gì? Lẩu đi. Mẹ kiếp, ông trời không có mắt lại có thể thắm thiết như vậy. Trời xanh đúng là không có mắt, thật là bất công. Khốn nạn, đừng ngăn cản tao. Tao muốn nhảy xuống hồ Thanh Xuân. Hả, bọn nhóc kia đúng là ngu ngốc. Câu chuyện đâu có giống như cái bọn tưởng tượng. Cái tối tôi được thả ra, Ma Hiểu Sảng đến chỗ bệnh viện mẹ tôi làm trả hết tiền viện phí còn nợ. Điều kiện là 24 giờ của tôi đều phải để cô ta quan sát, hợp tác với cô ta điều tra vụ án huyết ma giết người. Bắt đầu từ hôm đó tôi biến thành chuột bạch của cô ta. Các người nhất định là sẽ cho rằng một cô gái thông minh, xinh đẹp, ấm áp, phóng khoáng giám sát bên cạnh là chuyện rất là sảng khoái. Lúc mới bắt đầu tôi cũng nghĩ như vậy, có điều cũng rất nhanh bắt đầu cảm thấy phiền phức. Giặt quần áo nhất định là phải dùng nhiệt độ 38 để giặt mới được. Lúc phơi quần áo nhất định là phải đối xứng với cái phơi mới được. Thức ăn không được quá 10 gram muối. Tôm của tôi, tại sao chúng ta chỉ xem Sherlock Holmes vậy? Ông ấy là hại quá. Nếu buổi tối dám đột nhập vào phòng ngủ của tôi sẽ bắn anh. Đúng, các người không nhìn nhầm đâu, đây chính là khuôn mặt của Ma Hiểu Sảnh. Kiểu con gái trong trắng kinh điển, chủ nghĩa hoàn mỹ thái quá, có xu hướng ngược đãi bạo lực. Có lẽ đó mới là khuôn mặt thật của Ma Hiểu Sảng. Âu Dương Thần, sao cậu lại ở đây? Thật là trùng hợp, chị Ma chúng ta lại gặp nhau rồi. Không phải tôi nói anh đừng đến tìm tôi nữa sao? Coi như cha anh có đồng ý đi nữa
thì chúng ta cũng không thành được đâu. Mẹ ơi, kiểu kịch bản cầu huyết này đâu ra vậy? Nữ thần kinh kia không thích cô đã là may mắn mắn lắm rồi. Thơm, nghe rằng có chuyện lớn mà chị Mai chưa biết được. Có ba vị cảnh sát hình sự trong cục của chị bị chết một cách ni kỳ dưới tầng hầm một ngôi nhà ma. Đầu của ba người này đều bị xoay 180 độ. Đáng sợ hơn nữa là bọn họ vào trong nhà ma mục đích để tìm thi thể của Hồng Huyền Yến. Hồng Huyền Yến, chị nhớ chị từng nói muốn tôi kết hôn với cậu trừ khi cậu là Sherlock Holmes. Hôm nay tôi đến đây chính là để nói cho chị tôi đã giải được câu đố cái chết dưới tầng hầm và cái xác chạy trốn rồi. 3 giờ sau, Âu Dương Thần, Mai Hiểu Sảng, Chu Tiểu An có mặt tại ngôi nhà ma. Rốt cuộc ở dưới tầng hầm kỳ dị này đợi bọn họ là chân tướng hay là thảm sát? Trước khi tiến vào, trước tiên tôi muốn tiết lộ nguyên nhân Hồng Huyền Yến chết rồi sống lại. Người đã chết rồi thì không thể nào sống lại, kiến thức này ai cũng biết. Còn camera giám sát ở trong trung tâm khám nghiệm, tử thi lại quay lại được cảnh này. Thật ra rất là đơn giản. Trước khi quay được hình này, thi thể đã bị một kẻ giả mạo đánh cháo. Ngồi làm bên trong, thật ra chính là người sống, còn tên bác sĩ không biết nên giật mình chết. Cái gọi là xác chết vùng dậy chẳng qua chỉ là một màn kịch. Còn mấy tên cảnh sát kia chính là quá tin camera. Chuyện người bị vặn đầu ở dưới hầm cũng tuyệt đối không phải là chuyện ma quỷ, mà có thể là do người làm. Ba cảnh sát bị hại rất có khả năng hút phải chất hóa học nào đó dưới tầng hầm, vì vậy hôn mê, ví dụ như là thuốc mê trong phẫu thuật. Hung thủ nhân lúc bọn họ mất ý thức thực hiện hành vi vặn đầu với bọn họ, nhưng khi đó không ai tìm thấy ai khác dưới hầm cả. Chứ hẳn đã như vậy, tuy bên cảnh sát dùng máy dò sóng âm loại bỏ được khả năng tầng hầm có phòng bí mật, nhưng tôi cho rằng bọn họ đã quá chủ quan rồi. Theo tôi phán đoán, có lẽ là cửa vào nơi lãnh địa thần bí nào đấy vẫn chưa biết tới. Cái suy luận của cậu ta bên ngoài rất là thuyết phục, nhưng chỗ quan trọng nhất là lại không giải thích được. Đó chính là động cơ. Tại sao lại có người hóa trang thành Hồng Huyền Yến? Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Không phải 3 tiếng trước vẫn còn ghét ra mặt hay sao? Má tiểu thư xin đi theo tôi. Tôi vẫn còn một suy đoán nữa, phải xuống dưới hầm để tiến hành. À, được. 4 ngày trước tôi cho người lắp đặt hệ thống thông gió ở đây, vì vậy không cần lo sẽ có khí gây mê. Gia đình có điều kiện có khác, nhưng sao không lắp luôn hệ thống đèn đi? Thật ra suy đoán của tôi vừa rồi thiếu sót một điểm, chính là động cơ. Vụ án chính là bên bức tranh này. Bức tranh này có thể thấy bọn họ dùng người sống để tế trời. Ở giữa ông lão đó là nhân tế. Ở Trung Quốc, thậm chí là nhiều nước khác ở trên thế giới vẫn tồn tại nghi thức tôn giáo tàn nhẫn này. Như một số giáo phái của Ấn Độ sẽ hiến thế người sống cho thần Vishu. Vì thế tôi đoán tầng hầm này là do tổ chức tà giáo nào đó xây dựng. Còn 3 vị cảnh sát vào sai nơi này là bị biến thành nhân tế. Nói như vậy quả thật là có lý. Ánh mắt Hiểu Sảng nhìn mình thay đổi rồi. Tâm huyết mấy ngày nay cũng coi như là không lãng phí. Chỉ cần nhân lúc này cố gắng biểu hiện thật tốt, mình có thể kết hôn với cô ấy ngay thôi. Âu Dương Thần, hả? Hai người khu chân múa tay gì đây? Bật đèn. Đó là Jock. Âu Dương Thần tôi không dễ chơi như vậy đâu. Cái mặt nạ này có phải là rất đáng sợ hay không? Thằng nhãi này quả nhiên là thần. Lúc vào bật đèn chính là màn kịch này. Vừa kiểu gì vậy? Nếu tôi mà mang theo súng thì anh chết chắc rồi. Mọi tiểu thư quả nhiên là vẫn luôn để tâm đến ta, vừa rồi nhất định là rất lo lắng cho ta. Đừng có tự sướng nữa đi, đó chỉ là phản ứng bình thường của cảnh sát. Hiểu mà. Chú Tiểu An, anh mà thần cái gì vậy? Ê, có rồi. Phán đoán của Âu Dương Thần hoàn toàn vô căn cứ. Nhân tế thường là thiếu nữ. Chưa từng nghe dùng ông già bao giờ. Hơn nữa, cũng không có đạo nào lại cung kính quỳ lại nhân tế như vậy. Ẩn ý của bức tranh này rốt cuộc là như thế nào?
có sự liên quan gì đến sự hồi sinh của Hồng Nguyên Yến? Âu Dương Thần, cậu chơi đủ chưa? Bảo thuộc hạ của cậu gỡ mặt nạ ra đi. Chỗ này vốn đã đáng sợ lắm rồi. Ha ha, các ngươi cười cái gì? Chúng tôi đeo mặt nạ này tất cả là vì Mai tiểu thư. Ý gì vậy? Mai tiểu thư là cảnh sát mà chúng tôi lại nạp tội phạm truy nã, vì vậy không thể lộ diện. Nói ra thì tôi cũng bị trưởng phòng cảnh sát hại tan cửa nát nhà. Đừng quên là thật, cái người đó rất là thích đùa. Chuyện gây nguy hiểm cho bản thân như vậy chỉ có bọn liều mạng mới dám làm. Tóc dài là cao thủ đao thuật, rất giỏi chém người. Mặt xanh là quán quân boxing ở dưới lòng đất, hóa trang giống đầu bò. Tiểu nhân sở trường hai tay hai súng, bách phát bách trúng. Có ba người bọn họ bên cạnh, có đến một đội cũng có thể ứng phó được. Thần thiếu gia đã được hay chưa? Tiếp theo sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Thật sự là có cơ quan hay sao? Giác. Cùng lúc mặt xanh xoay người bên cạnh, chúng tôi giống như là đang ở trong thang máy. Khi tôi đang nghĩ bọn họ sao lại tìm được cái cơ quan đó, thì trần nhà của căn hầm này đã ngày một xa chúng tôi rồi. Trong một màu tối sẫm, chỉ có âm thanh hốt hoảng lo sợ và tiếng cọ tay ở trên tường đá. Có lẽ khoảng 3 phút sau, cuối cùng cũng dừng lại. Một thế giới ngầm chưa từng biết đến hiện ra trước mặt chúng tôi. Nhìn mặt thất phía dưới, mọi người đều ngạc nhiên nhưng suy nghĩ mỗi người lại không giống nhau. Hung thủ giết hại ba cảnh sát hình sự ở đây, nhất định phải trói hắn lại để chịu trừng phạt của pháp luật. Hồng Nguyên Yến chính là ở đây, chỉ cần tìm thấy cô ấy, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ha ha, suy luận quá là hoàn hảo. Giờ chính là thời cơ tốt nhất để cầu. Đội hình sự không tìm ra được cơ quan, các người sao mà tìm được? Chỉ có thể trách bọn họ không tìm tử tế một chút mà thôi. Tìm hiểu kỹ hơn sẽ phát hiện ra mỗi viên gạch đều có chữ cổ trên đó. Thú vị hơn nữa là có hai viên gạch ở trong đó có vết máu đỏ. Tôi đoán vết máu đó là của Hồng Nguyên Yến để lại, mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Không đúng, mùi máu này không phải là mùi máu. Hiểu sảng. Từ nhỏ tôi đã phải tốn công sức để đạt được điều gì đó. Hy vọng em có thể hiểu, tất cả những điều này đều là vì em. Giờ em có thể chấp nhận tình yêu của tôi hay không? Tôi vẫn chưa chuẩn bị. Còn chuẩn bị cái gì nữa? Suy luận của tôi không phải lại chứng minh tất cả rồi sao? Này, trong tình huống này còn cầu hôn được sao? Hơn nữa suy đoán của cậu sai rồi. Tiểu tử thối, cậu nói cái gì? Chu Tiểu An dám cướp phụ nữ với Trần thiếu gia, Thần thiếu gia, không muốn sống nữa hả? Thả ra đi, để cậu ta nói xem suy đoán của tôi sai ở đâu. Máu đỏ trên cơ quan xoay chuyển đó không phải là máu mà là son. Son? Chỗ như thế này mà xuất hiện dấu son, chỉ có thể lý giải Hồng Nguyên Yến cố ý dẫn chúng ta đến đây. Cái gì? Cô ta không phải chết rồi sao? Đùa cái gì vậy? Cố ý dọa bọn này hay sao? Tôi không đùa. Nói như vậy thì chúng ta rơi vào bẫy rồi. Tiếp theo sẽ có trò vui gì đây? Tại sao cậu lại cho rằng đó là son không? Đó là son của Hồng Nguyên Yến. Đó là bí mật của cá nhân tôi. Bí mật cái mông ấy? Nói nhanh đi. Tôi đã từng hôn môi cô ta, vì vậy nhớ được mùi son của cô ta. Mẹ ơi, Diêm Vương ơi, khốn nạn, mày rõ ràng hôn môi còn dám tiếp cận hiểu sảng của tao. Điều quan trọng bây giờ không phải cái đó, cái mông mày ấy, cái đó mới quan trọng. Quan trọng là trên đời này có tồn tại chuyện chết đi sống lại. Còn nhớ bức tranh ở trong tầng hầm kia không? Có một ông não ở giữa, đó có lẽ chính là thân xác không chết. Có lẽ bọn chúng đã ẩn nấp ở trong thân xác của chúng ta hàng nghìn năm rồi. Tôi không tin chuyện đó. Về, mày ăn nhầm thứ gì đó hả? Trời ơi, chúng mày qua đây xem. Mẹ ơi, trong này có một đứa con gái được tấn công trong phòng thủ. Đánh nước đủ điện nước. Nhìn là phê. Chỉ che mỗi cái, che toàn chỗ cần che. Cô em, quay mặt ra đây, cười cho anh một cái nào. Trong đó rốt cuộc là có gì vậy? Mẹ ơi, mẹ không thấy buồn nôn à? Tác phẩm nghệ thuật có gì, có ý nghĩa. Đồ tốt không phải cả trần tục nào cũng có thể thưởng thức. Cũng giống như tranh sơn dầu,
Cửa Vincent, năm đó, không được mọi người chấp nhận. Hiểu sẵn, tôi đi xem sao. Em đứng ở đây đừng qua đó nhé. Yên tâm đi, tôi là đàn ông nhất định sẽ bảo vệ em. Trần thiếu gia, cậu không sao chứ? Cảm ơn anh, giải vây giúp tôi. Tôi nhìn không quen kiểu đàn ông yểu nào đó mà thôi. Nhưng mà anh vừa nói không bình thường. Không phải chỉ có ma cà rồng của nước ngoài và cương thi mới có thể chết đi sống lại hay sao? Đại tỷ, cô xem quá nhiều phim rồi đấy. Nếu không phải là gần đây gặp phải nhiều chuyện kỳ quặc, tôi cũng hoài nghi đầu óc bản thân có vấn đề. Lịch sử Trung Quốc tuy có rất nhiều câu chuyện hoàng đế đi tìm tiên đơn bất tử, nhưng những hoàng đế đó cuối cùng vẫn đi đến kết cục uống nhầm thuốc trúng độc mà chết. Nghe nói thế chiến thứ hai, Hitler vì tìm cách bất tử, tiến hành rất nhiều thí nghiệm tàn nhẫn trên con người, cuối cùng vẫn không tìm ra cách có thể bất tử. Nếu như thật sự có cái gọi là bí mật bất tử, vậy thì kẻ nắm giữ bí mật đó hoặc là tổ chức nào đó có quyền lực và sức mạnh đáng sợ như thế nào? Chính lúc này cảm giác đáng sợ như chưa từng có thể, như chưa từng có với lấy Chu Tiểu An. Trong một căn phòng bí mật nào đó, một ngón tay béo tròn lấn nút. Này, nhanh nhìn xem, cánh cửa chúng ta vào trong này không thấy đâu nữa. Thần mã, xong rồi, cái cầu thang đang, thang máy đó leo lên cao rồi. Mẹ ơi, nhất định là trong này có kẻ nào đó đang làm trò. Nếu chúng ta tiến vào, đã bị phát hiện ra rồi. Không cần kinh ngạc đến thế, chúng ta không phải là vì chỗ kỳ quái mới đến đây hay sao? Thủ tiêu, tất cả những người ở đây, sau đó sang máy thế hạ xuống, chúng ta đi thang máy lên. Mấy gã này đều là bọn liều mạng Âu Dương thần thuê vội. Tình hình thuận lợi còn có thể nghe chúng, một khi gặp phải nguy hiểm thì rất khó nói. Đáng ghét, điện thoại không có tín hiệu. Chết chắc rồi, nhất định là phải thể hiện dũng khí trước mặt của Hiểu Sảnh mới được. Này, ba người các anh nên trước mở đường đi. Cười cái gì? Không phải tôi trả cho các anh rất nhiều tiền hay sao? Còn không nghe nói. Nếu chúng tôi chết ở đây, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Cậu nói xem, đúng hay không hả, thần thiếu gia? Xong rồi, sắp có chuyện rồi. Các ngươi muốn làm gì, ít nhất cũng phải biết được đạo đức nghề nghiệp chứ. Từ bây giờ, ở đây chỉ có lời của bọn tao. Ba người các ngươi đi trước thăm dò. Đừng lo lắng nha, cục diện vẫn trong tay tôi mà. Cậu cầm mồm đi. Chúng tôi vượt qua một hành lang đen kịt, tiếp đến một ngã rẽ, đi theo linh cảm bên tay phải. Đến cuối hành lang chỉ có một cánh cửa. Gần ra đấy làm gì, nhanh vào đi. Đây là chỗ nào? Hình như là phòng phẫu thuật của những năm 60. Đừng lên tiếng, đi theo bên phải. Không phải chứ, Hồng Nguyên Yến lại đến chỗ quỷ quái này hát. Có điều, nhìn thấy cô ta không có nghĩa là tìm được tất cả mọi đáp án. Này, bố mẹ mày, là quỷ hay là người? Mẹ nó giả thần giả quỷ với lão tử. Lão tử bắn chết mày. Đợi đã, không được thô lỗ như vậy với phụ nữ. Thằng nghèo nào này muốn làm cái gì? Tiểu thư, cô không sao chứ? Đúng vậy. Sao cô không mặc đồ vậy? Tôi đang ở đâu đây? Khuôn mặt cô gái này hình như nhìn thấy ở đâu rồi. Cầu xin các người đừng làm hại tôi rất sợ. Cô ta không phải là Hồng Nguyên Yến. Cậu nhìn của cô ta xem. Màu da không đồng đều với cơ thể. Còn có vết chỉ khâu. Thật sao? Chuyện gì vậy? Tôi không biết gì cả. Cứu tôi, cầu xin anh vợ, cứu tôi. Tôi nhớ ra rồi. Các người không nhận ra sao? Cô ta là quán quân giọng hát to Trung Quốc, Liễu Viên Viên, diễn viên chính phim Người Tình Của Vợ hai hôm trước trên đài Trung ương. Không ngờ có thể gặp được Đại Minh Tinh ở đây. Nói như vậy cũng có chút giống đó. Đại Minh Tinh cũng trở thành người bị hại. À, anh nhất định là nhầm người rồi. Cơ hội hiếm có, chúng ta cứ chụp đi đã. Xẹt. Khó chịu nhất là bọn suốt ngày được chụp ảnh, không thèm để ý đến cảm nhận của người khác. Dù sao cũng bị các người nhận ra rồi, chỉ có thể tiến các người sang Tây Thiên thôi. Quái vật, cô thật sự là ngôi sao Liễu Viên Viên không? Là ngôi sao Liễu Viên Viên không vậy? Sao lại biến thành thế này? Được thôi, các người đã tò mò như vậy. Trước khi giết các người, tôi sẽ kể cho các người nghe một câu chuyện thú vị. Đã tồn tại hàng nghìn năm nhưng lại không kẻ sống nào biết được chân tướng.
Có một người cho rằng sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên, có là vua thì cũng không tránh được. Nhưng trên thực tế, cả nước đã có hơn 100 người, hơn 100 kẻ giống như ta dùng phương pháp bí mật để có được sự để có được thân xác bất tử. Thân xác bất tử đùa cái gì vậy? Xem ra đầu óc cũng mở mang ra chút ít rồi. Lấy ví dụ đơn giản, để hít thở không khí trong lành, ăn đồ ăn an toàn, có rất nhiều người giàu chọn cách di dân. Nói trắng ra, bọn họ là muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Nhưng đối với những người siêu giàu thì mục tiêu này lại quá thấp kém rồi. Người có tiền quả nhiên tùy hứng, loại cặn bã như mình hoàn toàn là không thể hiểu được. Từ thế kỷ trước, những người siêu giàu ở trong nước sớm đã dùng danh nghĩa từ thiện tập trung vốn tìm kiếm phương pháp bất tử. Loại minh tinh màn bạc như ta vốn dĩ không đủ thực lực để tham gia vào hội đó. Cũng may chị đây xinh đẹp, phía sau chị có người nâng đỡ, không phải chị chém gió với các chú. Loại bí mật kinh thiên động địa này bọn tỷ phú ở trong nước cũng chỉ có 1% được biết. Nói như vậy, trên thế giới cũng có rất nhiều người giống như Liễu Viên Viên. Hóa ra Hồ Huyền Yến cũng là một thành viên ở trong bọn họ, vì vậy cô ta mới có thể chết đi sống lại. Chị phải chi hơn 10 tỷ, đợi hơn 2 năm, gặp nhiều trắc trở mới có thể có thân thể bất tử. Lại bị loại dưới mũi các ngươi cho là kẻ bị hại, buồn cười chết mất. Thằng mẹ nó, dám mắng lão tử nào đồ dồi muộn, đồ dồi bọ, lão tử cho mày 2 viên đạn, xem mày chết như thế nào. Mẹ kiếp, đùa nhau à? Xịt, suýt chút nữa bị hù cho ra quần rồi. Ra quần là bọn mày mới phải. Ta vừa nói đến đâu rồi? Đúng rồi, tuy chúng ta bất tử, nhưng cũng có một chuyện rất là phiền phức. Thi hóa, sau này phải dựa vào việc nút tim của người mới có thể không chết. Không biết tim của các ngươi có vị gì? Ông nội mày cho mày ăn dứa nè. Chạy nhanh. Huy. Nằm xuống. Đấu không nổi với con nữ quái đó. Mẹ kiếp, không ngờ bất tử thật. Yên tâm đi, ăn phải thuốc nổ của lão tử, không chết thì cũng gãy chân gãy tay. Mẹ nó, thế đối diện là ai? Nói đi, đừng bắn là chúng tôi. Dọa chết lão tử rồi, chỉ có 2 người các ngươi. Thằng tóc dài đâu? Không thấy, phía sau chúng tôi không có ai cả. Có lẽ cậu ta chạy không kịp rồi. Mặc kệ hắn đi. Đường lên suối vàng của hắn đi cùng. Thần thiếu gia cũng sẽ không cô đơn đâu. À, Mai Hiểu Sảng, khốn nạn, ngươi làm gì vậy? Thần thiếu gia ở thế giới này chỉ lưu luyến mình cảnh sát Mai. Ta nhận tiền của thần thiếu thì cũng nên đáp ứng nguyện vọng của cậu ta chứ nhỉ. Làm cái nghề như bọn ta như thế này thật ra quá đạo đức rồi đó. Là ngươi? Còn nhớ chuyện 1 năm trước không? Ta không có lấy súng bắn chết. Không có lấy súng bắn chết người. Đã là nhân từ quá rồi. Tiểu tử, đừng có tưởng ngươi thật sự là hiểu người phụ nữ trước mặt ngươi lúc này. Đi theo bọn ta, hay là ở đây đợi chết cùng cô ta. 2 con đường ngươi tự chọn đi. Ta sẽ không ở lại cùng kẻ khốn nạn ức hiếp phụ nữ. Hơn nữa, tôi cũng không để cô ấy chết ở đây đâu. Được lắm. Đã như vậy thì tặng các ngươi thêm 1 món quà nhỏ. Đây là mìn cảm âm, chỉ cần có thứ nào tiếp cận nó sẽ nổ ngay. Các ngươi cứ ngoan ngoãn đợi nữ quái đó ở đây đi. Ngu ngốc, anh không phải là ngồi đây cùng tôi đợi chết đâu chứ? Đừng nói như vậy, tôi giúp cô cầm máu. Tuy có thể dùng dây giày và quần áo để bó động mạch gần chân lại để cầm máu, nhưng nếu không thể nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 3 hướng đều là đường chết, hoàn toàn không có cách nào thoát ra được. Mẹ kiếp, giờ nên làm gì đây? Lạnh quá. Từ khi làm cảnh sát, tôi đã tưởng tượng đến bao nhiêu loại hy sinh vinh quang. Không ngờ giờ lại chết như thế này. Đừng nói những lời như vậy, tôi sẽ đưa cô đi ra. Xịt, nghe kìa, bên kia hình như có động tĩnh. Nghe thấy không, hình như ngày càng gần rồi.
Đó là tiếng bước chân. Có người đi về phía này. Để tôi đối phó. Đến lúc đó, anh nhanh chạy đến phòng ăn trốn đi. Cô nói đùa gì vậy? Tôi không đùa đâu, đây là cách duy nhất. Tôi đã không thể chạy thoát từ đây được nữa rồi. Cả người rất run, ý thức ngày càng mơ hồ. Giờ việc duy nhất có thể làm chính là dụ con quái vật đó đến chỗ cổ thuốc nổ kia. Như vậy mới có thể lẩu chết. Hóa ra cô ấy muốn tự sát cùng với Liễu Viên Viên. Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, chỉ bị thương ở chân mà thôi. Tôi là cảnh sát đúng không? Lẽ nào tôi không biết mất máu quá nhiều sẽ thế nào hay sao? Vừa rồi anh đã sẵn sàng bỏ mạng để ở đây cùng tôi đã rất cảm động rồi. Nếu không vì tôi, anh cũng không đến mấy chỗ ám, không đến chỗ ma ám này. Tuy cuối cùng vẫn không thể nào hoàn thành mong muốn phá vụ án này, nhưng có thể có một lần đến nơi ước mơ như thế này, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi sẽ không để cô chết. Ngồi ở đó đừng động đậy. Chu Tiểu An, anh muốn làm gì? Đừng đi lục mạng, anh không phải đối thủ của nó. Anh quay lại đây cho tôi, Chu Tiểu An. Lại có kẻ chủ động đến lục mạng, mùi vị chắc là không tồi đâu. Hay, ta sẽ lục mạng cho ngươi. Điều kiện là ngươi phải để cô gái ngồi ở hành lang đó sống sót rời khỏi đây, đưa cô ấy đến bệnh viện. Hả? Lão của ngươi bị ngâm nước hả? Đùa gì vậy chứ? Bọn chúng đương nhiên là đều phải chết chắc rồi. Ngươi nhầm rồi, ta đang nói chuyện với cái tường cơ mà. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Dầm! Giờ ngươi là của ta. Chu Tiểu An, Chu Tiểu An, anh nói gì đi? Tôi muốn nghe anh nói gì đó. Nói gì đó có được không? Cô ta chính là người khiến ngươi thay đổi chủ ý. Má hiểu sảng, mắt của tôi có nhìn không rõ. Ai đang nói chuyện với anh vậy? Anh vẫn còn sống, may quá. Này, tỉnh lại đi, má hiểu sảng. Đừng hét nữa, cô ta mất máu quá nhiều, mà ngất đi thôi. Chỉ cơ thể của ngươi cho ta, ta lập tức đưa cô ta đi. Còn nếu chần chừ nữa, cô ta mãi mãi sẽ không tỉnh lại được nữa đâu. Nếu cô ấy chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Không vấn đề gì. Quá trình chúng ta hợp nhất, ngươi sẽ đau đớn không bằng chết. Ngươi đừng nghĩ giống như lần trước đẩy ta ra khỏi cơ thể ngươi. Biết rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Cô ấy sắp không ổn rồi. Chu Tiểu An cảm thấy cơ thể như bị nhét vào trong một cái máy xay. Loại đau đớn này hoàn toàn vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của con người. Nghe rằng chỉ có hình pháp năng trì của cổ đại mới có thể so sánh được. Không ngờ để cứu một đứa con gái, ngươi lại có thể nhẫn nhịn đến vậy. Ta cảm động sắp khóc lên nơi rồi đây này. Có điều ta chỉ muốn thân thể của ngươi, không thể muốn làm theo, không thể làm theo của, theo lời của ngươi. Bởi vì ta chỉ thích giết người, không muốn cứu người. Quá muộn rồi, hiện tại ngươi đã hết cách để đẩy ta ra ngoài rồi. Ngủ ngon nhé. Kha kha, nhân sắp có thể quay lại bên ta rồi. Thời khắc này ta đã đợi nghìn năm rồi. Xuyệt. Cái gì? Là ngươi? Ta sẽ không để ngươi có được hắn. Sao lại là ngươi? Thằng nhãi nhiều chuyện. Nơi nào có thị tộc, nơi đó có tiền. Thị tộc là cái gì? Đã biết rồi còn hỏi. Thị tộc chính là những quái vật không chết giống là như ngươi. Đây là cô nhi viện, các ngươi muốn làm gì? Bọn chúng bình thường ẩn giấu dây nốt người, ẩn giấu dây nốt người thường ở trong xã hội. Bạn nhỏ có đó hay không? Chú có số cô na này. Tiểu Hồng chạy đi, bọn chúng là người xấu đấy. Lúc lên cơn thèm khát thì lấy tim người để làm thức ăn. Chú đừng cắn cháu. Nga, cứu mạng. Bạn nhỏ bên đó nữa, có muốn ăn sô-cô-la hay không? Đứng lại đi, mày không thoát được đâu. Để không bị bọn thị tộc ăn thịt, ta đã nhảy từ tầng 6 xuống. May mà không bị ngã chết. Sau đó, qua đi rất nhiều năm, ta mới biết được sự tồn tại của thị tộc. Mỗi ngày đều có những người biến thành thức ăn của chúng. Trên tin tức, tuyệt nhiên lại không thấy thông báo. Chu Tiểu An đã tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn chưa thể động đậy được, nhưng nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện giữa hai người kia. Nói như vậy,
Hồng Huyền Yến cũng là một thành viên ở trong thị tộc. Như vậy có thể giải thích tại sao cô ta có thể chết đi sống lại. Ta tận mắt nhìn thấy người ăn tim người. Vì vậy, đừng nói với ta, ngươi không biết chuyện gì cả. Ta không rõ thị tộc mà ngươi nói là cái gì. Có điều, bọn chúng lại rất giống giáp sĩ bất tử. Khi còn sống, ta đã từng chế tạo được. Giáp sĩ bất tử là loại binh sĩ không thể giết chết. Không sai. Nhưng giáp sĩ đó không già đi cũng không chết đi. Chỉ cần 1.000 tên đã có thể săn bằng được cả một đất nước. Trong sách cổ của bố không ghi chép về thời cổ đại có loại binh sĩ bất tử này. Nếu như có loại quân đội như vậy tồn tại, toàn thế giới này sớm đã bị chinh phục cả rồi. Đồ khốn này lại dám chém gió, đáng tiếc. Trong trận Makino, đội quân giáp sĩ bất tử đã phản lại ta. Nếu không vì bọn phản nghịch đó, ta cũng sẽ không tự thiêu mà chết. Trận Makino không phải là trận quyết thắng bại cuối cùng giữa Thương Trụ Vương và Chu Võ Vương hay sao? Chế tạo giáp sĩ bất tử, trận Makino, chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn này, tự thiêu. Trời ơi, không phải chứ. Quái vật đứng trước mặt của mình bây giờ lại là đại danh đỉnh đỉnh của Thương Vương Đế Tân. Trụ Vương, Thương Trụ Vương trong Phong Thần Bảng. Nói gì mà nắm thế? Bây giờ nên giải quyết mày rồi nhỉ? Ai giải quyết ai còn chưa biết đâu. Đợi một chút. Vương khốn kiếp, không phải đã nói sẽ cứu cô ấy rồi sao? Còn nói cái gì mà giáp sĩ phản bội? Loại quân vương không đáng tin như ngươi thì nên vong quốc đi. Chọc cái thứ khỉ gió to như vậy vào mồm ta, đau đến mức muốn chết đi, đến thở cũng không thở được. Ta thấy ngươi căn bản là muốn hại chết ta thì có. Cá nhân đó còn có thể phát sáng, đừng đừng lại gần ta. Đáng chết, coi như hôm nay là ngươi may mắn. Vận mệnh của nó đã định là của ta rồi. Không thể nào ngăn cản được đâu. Ta sớm muộn cũng sẽ trở lại thành vua của đất nước này. Hốn nạn đừng chạy mất. Việc ngươi hứa với ta chưa làm được đâu. Thương Trụ Vương giáp sĩ bất tử, lẽ nào chính là khởi nguồn của thị tộc? Đa tạ ơn cứu mạng. Xin hỏi nên xưng hô thế nào? Cậu không cần biết. Trời ơi, nói chuyện thẳng thắn như vậy quả nhiên là không giống người thường. Nếu không phải là chiếc hôm đấy uống quá hai chai, tôi đã dịp được con quái vật đó rồi. Vừa rồi không phải là cũng có cơ hội ấy sao? Thị tộc mà đại ca nói ở trong thành phố này có nhiều hay không? Bọn họ có phải cũng làm phép thuật như Liễu Viên Viên hay không? Nếu không thể ra ngoài thì coi như là cậu biết sự thật thì cũng vô dụng. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm đường ra ngoài. Không sai, phải lập tức đưa Mai Hiểu Sảng ra ngoài trị thương mới được. Cô ấy sắp không xong rồi. Mai không thấy đâu nữa. Mặc dù Chu Tiểu An không tin Mai Hiểu Sảng có sức mạnh di chuyển, hắn vẫn lần theo vết máu của Mai Hiểu Sảng quay lại chỗ trúng đạn. Chỗ đó ngoài mình ra thì không còn thứ gì khác. Hành lang ở dưới hầm kín trải dài ra ngày càng nhiều những khí kỳ lạ. Mai Hiểu Sảng mất tích không một dấu vết, sao có thể? Cô ấy còn bị thương nặng như vậy. Vừa rồi lúc anh cứu cô ấy có thấy gì không? Lặng im. Chúng ta đã quên bên đó, chúng ta đã qua bên đó rồi đúng không? Ở nơi này dựa vào mắt thường không thể dùng tay. Cậu xem chỗ này. Đây chỉ là cửa thông gió của mật đạo mà thôi. Sao tôi không phát hiện ra? Có tiếng ồn của động cơ phát ra từ đó. Tiếng ồn. Mình đứng gần mà cũng không nghe thấy gì cả. Tôi biết rồi, Mai Hiểu Sáng nhất định là bị thi tộc bắt đi từ đây. Chúng ta phải nhanh đi cứu cô ấy. Bên trên có thứ gì đang đến gần. Lùi lại. Không, không phải chứ, đùa nhau à? Hồng Huyền Yến. Cùng lúc đó, mẹ kiếp, lâu như vậy mà không thấy tiếng gì cả. Bọn chúng không phải là phá được quả bom đó rồi đấy chứ? Không thể nào, bom cảm ứng chỉ có thể phát nổ không thể dỡ bỏ. Mà nói xem, mày với con cảnh sát đó rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Cái chân trắng đẹp như vậy mà bắn một lỗ to, lão tử thấy xót xa lắm. Hừm, mày tưởng con nhỏ đó đơn giản là cảnh sát thôi sao? Bố nó chính là ông thị trưởng Mai Tam Thuận.
Dậm một chân thì cả thành phố thiên kim này lắc làm ba. Thị trưởng Mai Tam Thuận. Không phải chứ, tao nghe nói Mai Tam Thuận đứng giữa hai bên đen trắng ăn cả hai. Mày bắn chết con gái ông ta, không muốn sống hả? Con nhau đầu đó chết ở đây không ai biết đâu. Hơn nữa, hắn bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Không giấu gì mày, tao từng làm vệ sĩ cho Mai Tam Thuận. Một năm trước có kẻ ám sát hắn, lão tử đã thay cho hắn một phát đạn. Nếu không hắn cũng đã sớm chồng Diêm Vương rồi. Sau đó con gái của hắn Mai Hiểu Sảng ngày nào cũng đến bệnh viện thăm tao, nói tao là người dũng cảm. Chả chóng thì chày, tao thích con nhỏ đó. Mày không phải là cóc ghẻ mà đó ăn thịt thiên nga đấy chứ? Người ta là thiên kim đại tiểu thư của nhà thị trưởng. Lão tử chính là thích nếm thử thịt thiên nga đấy. Hiểu Sảng, anh thích em, để anh hôn một cái. Không, buông tôi ra. Sạc sạc, mày ngủ với con gái thị trưởng rồi hả? Nhất định là sướng điên lên được. Không, lúc đó xảy ra chút vấn đề. Mày không phải lúc quan trọng thì mất hứng đấy chứ? Mất cái bẹp ấy. Con nhà đầu đó đã tao một cái rồi chạy mất. Mai Tam Thuận lão già đó không được ơn cứu mạng của tao. Bởi việc tao, bởi tao biết quá nhiều, hắn còn phái người đến giết tao. Xe của tao bị đâm xuống núi, vợ tao bên cạnh mang thai 8 tháng bị chết ngay tại chỗ. Tao may mắn thoát được, nhưng vì ô tô cháy nên bị lướng thành bộ dạng này. Tất cả đều tại con nhãi đó. Theo như mày nói thì đáng lẽ nên trách chú chứ. Vợ mày cưới mày đúng là mù. Lão tử đến nơi quỷ này là muốn bắt cóc Âu Dương Phong. Sau đó đùa vui đến chết con nhãi đó, để con ma nữ kia hại lão tử mất vui. Mẹ kiếp, ta không nhịn được nữa rồi, tự xử đây. Sạc sạc, mày đừng nạp trên người tao. 2 phút sau, ây, thoải mái hơn rồi. Tao nói này, mày đâu cần phải trốn xa như vậy. Không được, tiến lên trước. Sao súng của tao lại trong tay mày? Đầu mày đeo thứ gì vậy? Hồng Nguyên Yến thật sự vẫn còn sống. Không phải là cô ta thật sự là thi tộc bất tử. Trên cổ cô ấy không có vết khâu. Đương nhiên cô ta và Liễu Viên Viên không giống nhau. Cô ta sao lại xuất hiện ở trong đường thông gió này? Chứ hôm đó tôi đã thấy cô có vấn đề. Để tôi kết thúc cho cô. Đợi đã. Cậu bị cô ta mê hoặc rồi hả? Cô ta là thi tộc ăn tim người. Anh bình tĩnh lại đi. Cô ta nhảy xuống đây đó. Để cô ấy nói rõ trước đã. Nhảy xuống, sao cậu biết? Anh nhìn kỹ, tay và chân của cô ta đều có vết lằn. Nếu là tình huống bình thường, cô ta không nhất thiết là phải chui đầu vào đường ống chật hẹp đó làm gì. Khả năng quan sát và suy đoán không tồi đâu. Nếu như là vậy, trong nội bộ thi tập có tranh chấp. Bởi vì cô mới để lại dấu son. Bởi vì như vậy cô mới để lại dấu son môi. Còn kinh khủng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của anh. Một tiếng trước, Bạch tiên sinh nhìn thấy thứ này trong điện thoại của cô nhất định là sẽ rất kinh ngạc. Có lẽ ông ấy sẽ vui vẻ. Lại thưởng cho ta một ít thi đơn, cho ta sống thêm vài trăm năm. Người từng nói ngươi đồng ý giúp ta đổ đầu heo. Đừng ngốc nữa, dựa vào sức của ta không thể nào lấy được đại tượng đâu. Nếu bị bọn chúng phát hiện sẽ bị chém ngàn mảnh mất. Sao không nghe tôi nói hết? Xin lỗi Yến Nhi, tôi đã khởi động máy tự hủy rồi. Sau 30 phút nữa dưới nước kia sẽ tràn vào. Cô và những kẻ làng vắng ngoài kia đều sẽ phải chết trong khu thí nghiệm này. Tôi tháo được sợi dây thừng, sau đó bỏ trốn bằng đường ống thông gió. Nếu không muốn chết ngạt thì mau đi theo tôi. Đợi đã, mà Hiểu Sảng thì sao? Không có thời gian nghĩ nhiều đến kẻ khác đâu. Mấy người trốn xa một chút. Tôi dùng phi đao để dẫn nổ điện lôi phía trước. Không được, nếu hành lang bị phá rồi chúng ta sẽ bị chôn sống mất. Vậy cô nói nên làm gì đây? Để tôi xử lý. Tùy cô, tôi giải quyết nỗi buồn. Tôi cũng. Chu Tiểu An, anh đứng lại. Đừng quá không động. Đứng đó không được động, không được quay đầu lại. Tôi cứ phải quay lưng lại với cô như này sao? Đúng vậy. Giúp tôi giữ đồ, tôi không muốn đồ của tôi bị hỏng. Cởi hết rồi sao? Nếu giờ quay đầu lại sẽ nhìn thấy cơ thể của Hồng Nguyên Yến. Mùi vị đó là mùi cơ thể. Một mùi hương kỳ dị chưa từng thấy qua thẩm thấu vào trong tim của Chu Tiểu An. Lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy loại khoái cảm ma quái sộc vào người.
Ma quái sộc vào khu vườn địa đàng. Huỳnh! Nó rồi à, hành lang sao không sập? Coi như thị tộc không chết, nhưng dù sao cũng có da có thịt. Bị bom nổ rồi, có khi nào trở nên rất đáng sợ hay không? Có khi nào thành cà chua hay không? Nhìn rồi thì quay mặt đi. Tôi không phải có ý đó. Tại nó cho cô nên mới quay lại, kỳ lạ, sao trên người lại xuất hiện hình vẽ tím? Thứ vừa rồi anh nhìn thấy không phải được phép, không được phép cho kể cho ai biết. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết và thấy hàng của cô đâu. Cảm ơn. Có điều, tôi nói là bức hình cơ. Không còn thời gian nói chuyện nữa đâu. Phía trên tràn ngập nước rồi, chúng ta phải đi từ cái hướng chết tiệt đó. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Nguyên Yến, chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua hành lang tối tăm, bước vào khu nhà lớn. Xem ra tranh chấp nội bộ không chỉ có thị tộc. Không đúng, anh ngẩng đầu lên nhìn xem. Loại côn trùng này là muỗi thi hóa hình thành. Bọn họ rất có khả năng bị chúng đốt phải. Sạc đông như vậy, tôi có mang dầu gió, dùng có được không? Mẹ ơi, sao lại tấn công tao? Dầu gió thu hút mũi sao? Xuyệt! Lợi hại quá, đây chính là cao thủ võ lâm ở trong truyền thuyết hay sao? Không giết hết được đâu, đi theo tôi. Mẹ kiếp, theo vào rồi. Nhất định là hai kẻ kia vẫn chưa đủ cho chúng ăn. Để tôi ngăn cản chúng, phụ nữ và trẻ em đi trước đi. Phụ nữ và trẻ em, trẻ em, trẻ em. Cứ cách 5 mét tôi sẽ để lại ký hiệu. Nhớ kỹ men theo ký hiệu đó để đi nhé. Yên tâm, tôi có thể ngửi mùi cũng sẽ tìm ra cô. Đứng ngay ra đấy, theo tôi biết rồi. Nước sâu quá không chảy được. Đã không nghe thấy tiếng anh đau nữa rồi, hy vọng anh ấy không sao cả. Lần này lại là anh ấy nhiều quá rồi. Nước rất nhanh sẽ ngập kín đường. Hơn nữa rất lạnh. Từ tối qua đến giờ đã rất lâu rồi. Bởi vì không ngừng có chuyện kỳ lạ xảy ra, tôi mới không cảm thấy mệt mỏi và bỏ cuộc. Nhưng đến giờ quả thật là không thể bơi được nữa. Đợi con lớn hơn, cha sẽ đưa con đi khảo cổ. Nhưng con phải hứa sẽ chăm sóc mẹ đó. Con hứa, nói lời giữ lời. Mình không được chết. Mẹ mình vẫn còn trong bệnh viện. Vẫn còn rất nhiều câu đố đang đợi mình phải giải đáp. Mình cuối cùng cũng hiểu tại sao quân Mỹ lại dùng thủy hình để thẩm vấn tội phạm. Cảm giác ngạt thở thật là khó chịu. Sao có thể bơi theo dấu vết của Huyền Yến lại thành đường chết thế này? Cậu bị cô ta mê hoặc rồi sao? Cô ta là thị tộc bất tử, ăn tim người đó. Hồng Huyền Yến thật sự là người như anh Đao đã nói hay sao? Bị cô ta lừa rồi sao? Cô ta muốn hại chết mình hay sao? Có ánh sáng. Hóa ra đường phát ở phía trên. Hóa ra ốc thiếu oxy bị ngu rồi. Hồng Nguyên Yến không lừa chúng ta. Không bơi được. Chu Tiểu An, không phải anh nói sẽ đưa tôi ra hay sao? Tại sao lại bỏ tôi lại một mình? Ma Hiểu Sảng, lên giường đi. Đây là khách sạn. Mình được cứu rồi, mình chưa chết. Mình đã ngủ bao lâu rồi, Hồng Nguyên Yến đâu? Xin quý vị nghe bản tin nóng ngày hôm nay. Con gái thị trưởng Ma Hiểu Sảng đã mất tích 6 ngày. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm. Bức ảnh này là của người tên là Chu Tiểu An. Có chứng cứ chỉ rõ rằng hắn đã từng ở cùng với Ma Hiểu Sảng. Sau khi Ma Hiểu Sảng mất tích, tên này cũng mất tích theo. Phía cảnh sát không ngoại trừ khả năng giết người vì tình. Nếu bạn biết tung tích của Ma Hiểu Sảng hoặc là bất cứ manh mối nào, xin hãy lập tức liên hệ với cảnh sát. Nhất định là mấy thằng nhãi trong ký túc xá. Ông không thù không oán gì với các ngươi, muốn hại chết ông sao? Khi đó nhìn thấy Ma Hiểu Sảng, chắc là hoang tưởng lúc gần chết. Con người ở dưới nước không thể mờ mồm nói chuyện được. Cô ấy nhất định là đã bị thị tộc bắt đi rồi. Cũng chính là sau khi mình mất đi ý thức, đã được Hồng Huyền Yến hoặc là Đao Ca cứu. Này có ai không, người đâu rồi? Ít nhất cũng phải để lại lời nhắn gì chứ? Lời nhắn. Phát. 5 ngày sau, khu phong cảnh núi Vũ Di.
và du lịch hoàng hôn tập trung. Tiểu tử nên về thôi, cái này cháu không về cùng mọi người được. Đúng vậy, cả đường chỉ có mình nó đẹp trai. Nó đi rồi, chúng ta cũng chỉ có thể ngắm mấy lão già xấu xí kia thôi. Các bà cũng không đi soi xe, cũng không đi soi gương mình xem. Đáng ghét, chỉ để lại có 2.000 tệ, còn bảo mình đến chỗ xa xôi như vậy, hãm hại mình chỉ có thể tham gia cùng với đoàn người già. Nếu không tại lời nhắn đó, sao mình đã không đến đây rồi? Khi tôi đi ra thấy cậu hôn mê trên mặt đất, Hồng Nguyên Yến không biết đi đâu rồi. Cậu hiện tại rất là nguy hiểm. Nếu cậu muốn làm rõ bí mật chiếc nhẫn, thì hãy đến núi Vũ Di, đến Thiên Hư Cung tìm tôi. Tôi ở đây đợi cậu 10 ngày. Viết thư mà cứ mờ mờ ám ám, cũng không để lại số điện thoại. Xem ra Đao Ca vẫn là giỏi chém người nhất. Cái Thiên Hư Cung đó rốt cuộc là ở chỗ nào? Cứu mạng! Tiểu đạo cô, ngươi chạy không thoát đâu. Đàn bà, chạy cũng nhanh đấy. Thả chó, go go. Lại còn là người nước ngoài. Ngoại ô Kinh Đô. Bạch tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích. Theo luật của thi tổng, không được gặp mấy kẻ quyền quý. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Cô ta tự tìm đến cửa, còn phát hiện ra sự tồn tại của thị tộc. Vì vậy tôi bắt cô ta đến đây để nghe thị trưởng ngài xử lý. Ăn thịt hay là nhốt lại, chỉ cần ngài nói một câu, thị tộc cũng có luật phân đẳng cấp, cũng có phân đẳng cấp. Có lẽ bọn chúng đắp ở bên cạnh chúng ta hàng nghìn năm rồi. Suy đoán của Chu Tiểu An là hoàn toàn đúng. Khi đó mình còn không tin là anh ta. Tôi nói lão ca, ông cũng biết. Rước thêm phiền phức cho tôi đó. Chuyện này còn có ai khác biết hay không? Tôi làm ngài còn không an tâm hay sao? Những kẻ vào theo cô ta đều đã bị nhấn chìm trong nước rồi. Chu Tiểu An chết rồi. Thiên kim nhà thị trưởng cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Ngài thích thì coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho ngài vậy. Chắc cô muốn thi đơn của chúng ta đúng không? Đừng tưởng ta không biết cái trò trẻ con này. Xinh đẹp như này, tim nhất định là rất ngon. Ta không đợi được đến lúc moi tim của ngươi ra rồi. Ngươi muốn ta móc từ phía trước hay là móc từ phía sau? Ta đề nghị từ phía trước đi. Như vậy trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy trái tim của ngươi. Hay là để ta thay ngươi quyết định. Từ phía trước đi. Đừng sợ, động tác của ta sẽ nhanh thôi. Dùng người quan trọng như vậy làm đồ ăn, không thấy đáng tiếc hay sao? Lấy người quan trọng như vậy làm đồ ăn, không thấy đáng tiếc hay sao? Hồng Huyền Yến, sao cô ta lại ở đây, không phải là chết rồi sao? Mình rõ ràng nhất cô ta ở trong phòng nghiên cứu rồi mà. Cô ta là thị tộc mới gọi đáng tiếc. Không thể nhất định ngon hơn cô ta nhiều. Tôi dưới trướng thị trưởng. Thị trưởng muốn ăn, lúc nào cũng được. Cô ta chính là Hồng Nguyên Yến mà Chu Tiểu An nói sao, xinh đẹp quá. Nếu thị trưởng có thể lợi dụng cô ta, công ty thị trưởng thành phố Thiên Kim Mai Tam Thuận, và nhất định là sẽ một bước lên mây, trở thành thị đốc, thậm chí là thi vương. Việc gì phải khiến sự việc đến ngõ cụt như vậy? Ta nói có đúng không, lão ca? Cô nói có lý, nhưng Mai Tam Thuận lão già đấy rất là cứng đầu, căn bản không qua thị tộc chúng ta ra gì. Hiện tại, ngài đang cầm chắc trong tay tính mạng của hắn. Hiện tại tình hình khác rồi. Người đâu? Dám tính mạng thị trưởng vào địa lao, rõ. Tại sao cô ta dám tự lộ mạng ra? Chiếc điện thoại này ghi lại hết chứng cứ cô ta phản bội lại thị tộc. Chỉ cần mình giao ra thì cô ta chết chắc. Đã là cô ta đến giết người diệt khẩu. Không thể nào, cô ta không có gan to như vậy đâu. Ở dưới con mắt của Bạch thị trưởng, nếu ra tay, nhất định là sẽ bị Bạch thị trưởng giết chết. Bạch tiên sinh, ngài không được tin là Hồng Huyền Yến. Cô ta đã phản bội thị tộc. Cái gì? Ngài vẫn chưa biết sao, trong điện thoại của Hồng Huyền Yến có những hình ảnh clip thần tích mà cô ta thu thập. Theo quy định của thị tộc, chỉ có thi vương mới có thể được hưởng thần tích. Bất kỳ ma tộc nào tự nhiên tìm kiếm thần tích đều là hành vi mưu phản lại thi vương điện hạ. Ngài nên bắt cô ta lại. Không, phải giết cô ta ngay lập tức.
Nội dung ở trong chiếc điện thoại này, ngươi cũng xem qua rồi phải không? Xem rồi, có điều ngài an tâm, tôi tuyệt đối là không nói khác với ngài. Ngươi có công tố giác Hồng Nguyên Yến, ta sẽ xử lý. Viên thi đơn này ta vừa chế xong, thưởng cho ngươi, nhân nước còn mới dùng đi. Đã tạ thị trưởng. Chúng ta một kẻ lên thiên đường, một kẻ xuống địa ngục. Mùi vị của thi đơn ta điều chế thế nào? Không hổ là thị trưởng, không giống với mùi vị trước đây. Lần sau đừng để điện thoại lung tung. Đi uống một ly với ta. No bụng, ngươi cho ta ăn cái gì? Hóa thi đơn, do thi trùng nghìn năm luyện thành. Không có 5 phút, nguyên thi của ngươi sẽ bị nó ăn sạch. Ta không muốn giết ngươi, muốn trách thì trách, ngươi xem trộm điện thoại của người khác thôi. Hóa ra các ngươi là một ruột, là người muốn có được sức mạnh thần tích. Chúc mừng người trả lời đúng rồi. Dù có thành thi tộc rồi, cũng không qua nổi 300 năm. Thi trưởng 500 năm, đại thi trưởng 800 năm, thí đốc 1.000 năm, đại thi đốc là 1.500 năm. Nếu muốn bất tử, chỉ có trở thành thi vương mới được. Nếu muốn trở thành thi vương, nhất định là phải tìm thấy thần tích chưa bị thị vương chiếm cứ. Ta có thể sống được 3-4 phút nữa đúng không? Mẹ kiếp, lão tử chết cũng phải liều với người. Ngu xuẩn, ra ăn cơm đi bảo bối của ta. Tòa nhà thành phố, thi trưởng, đây là bài phát biểu của ngày mai đấy. Đã bao nhiêu ngày rồi, tại sao vẫn chưa thấy tung tích của Hiểu Sánh đâu? Ngài đừng lo lắng quá, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, tôi có thể không lo lắng hay sao? Đầu nào một nụ ân hại. Xin lỗi, tôi làm cô giật mình rồi. Hiểu Sáng là đứa bé đáng thương, 4 tuổi đã mất mẹ. Là tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Vốn tưởng chỉ cần cả nó đi, tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của người cha rồi. Tôi đường đường là thị trưởng, vậy mà đến con gái của mình cũng không bảo vệ được. Thị trưởng, tôi thật sự là rất cảm động, rất là cảm động. Bình thường cảm thấy ngài cao xa quá. Xa không thể với, hôm nay mới biết ngài cũng là con người có tình cảm. Thật ra trong lòng tôi còn có một tâm nguyện. Nhỡ mai tiểu thư mất rồi, tôi nguyện làm con gái của ngài thay cô ấy. Bên ngài lúc tuổi già, có hiếu với ngài, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Con gái ta chưa chết, cút cho ta, bốt. Ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Nghe người ta nói, hắc quỷ quỷ cái của bạch thi trưởng, không gì là không ăn, quá nhiên lợi hại. Khà khà, ngươi cho rằng ta có thể ngồi vào vị trí thi trưởng, chỉ dựa vào mấy con trùng này sao? Đừng tưởng ta không biết, ngươi sớm đã đồng ý hành động mấy con người làm thí nghiệm nào của lão ca rồi. Ở quá gần bên cạnh con người là vi phạm luật thi tộc đấy. Cảm ơn thi trưởng đã nhắc nhở. Có điều thi trưởng lợi dụng năng lực của tôi tìm kiếm thần tích, tội trạng lại càng lớn hơn. So với ngài, ta chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Ngươi đúng là đồ tiểu quỷ nhanh miệng. Ta mới không thèm quan tâm luật lệ của thi tộc, chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra thần tích, dù ngươi có kết hôn với Chu Tiểu An ta cũng mặc. Ngài cho người theo dõi ta, đừng để ý, ta không chỉ là không tin cô, ta không tin bất kỳ ai. Kệ hắn đi, so với thần tích thì cái nhẫn rách đó chẳng là gì cả. Chu Tiểu An, cái mạng nhỏ của ngươi coi như tạm thời giữ được. Có điều bạch tiên sinh sớm muộn gì cũng phát hiện ra bí mật của cái nhẫn đó. Muốn tiếp tục sống thì phải tranh thủ thời gian nắm bắt sức mạnh của chiếc nhẫn đó. Núi Vũ Di, nơi đây không phải là có rất nhiều tiên thuyền huyền quang của người Việt cổ đại hay sao? Người chắc chắn là thần tích ở đây hay sao? Hiện tại chỉ có thể nói rằng có khả năng rất lớn. Ở đó đạo giáo thịnh hành, có rất nhiều nơi bị đạo quan khống chế, khó lòng vào được. Huyền quan, núi Vũ Di, đạo sĩ, người vất vả rồi, chuyện còn lại ta sẽ phái người của ta giải quyết nốt. Núi Vũ Di, đỉnh Ngàn Bình, phía sau các ngươi dốc cao, xem ngươi còn chạy đi đâu được. Tôi có làm chuyện gì xấu đâu, tại sao lại đuổi theo tôi? Có nói không làm gì xấu,
Đạo quan ở trên núi, không nhận người ngoài vào. Đạo phục này ngươi lấy trộm ở đâu? Không phải trộm, là quà kỷ niệm, mua ở dưới chân núi. Tôi là người Pháp, tôi thích văn hóa đạo giáo Trung Quốc, tôi đến để tu đạo. Tu đạo? Ta thấy ngươi đến đây để trộm cắp thì đúng hơn. Những người nước ngoài các ngươi không biết đã trộm biết bao nhiêu bảo vật của tổ tông ta rồi, biết điều thì cút về nước Pháp đi. Tôi không hiểu mấy người đang nói cái gì cả. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đây còn có hơn 4.000 năm văn hóa và lịch sử. Hơn 4.000 năm lâu vậy sao? Làm gì mà lâu như vậy? Đừng nghe con tay bốc phét. Mấy người xem, tôi đến lần này còn muốn tìm chủ nhân của chiếc hồ lô này, vì vậy tôi nhất định là phải ở lại đây. Thằng béo, đi xem xung quanh có ai hay không hả? Anh Đông, xung quanh nên cái bóng cũng không có. Nói thật thì chúng ta là dân trên núi, dựa vào núi mà sống, không dám không nghe là những người đó. Cô đừng trách chúng tôi, muốn trách thì trách người đó. Mấy ngày nữa có công an đến thì cũng nhiều nhất là nói cô sẩy chân rất xuống vực. Các người muốn làm gì? Cứu có ai không? Dừng tay, thả cô ấy ra. Nguy hiểm. Nhanh quá. Tôi nắm được cô rồi. May quá, ngã cả rồi. Trời ơi à. Thật. Cầu xin anh đừng buông tay. Sợ quá đi mất. 10 phút sau, cách mặt đất hơn 200 mét. Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng bộ dạng anh vừa rồi rất là đáng sợ. Tôi cũng không biết cái tay này là làm sao nữa. Không chỉ có tay đâu, một nửa khuôn mặt của anh cũng biến đổi rất là đáng sợ. Không thấy ra chỉ có cơ thịt. Không phải chứ? Vậy không phải là mình gần giống như là huyết ma nhân rồi sao? Mình cũng biến thành quái vật rồi sao? Lẽ nào lúc dưới mặt thất đó, huyết ma nhân đã thâm nhập được vào trong cơ thể của mình? Nhưng nào lúc vừa rồi cánh tay dị thường, mình vẫn còn ý thức. Cảm giác tay phải bám vào đá cũng rất là chân thực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi tại sao lại rơi xuống vực? Chỉ là sự nhảy vọt của bản năng, nhưng lại giống như là mũi tên đã ngắm sẵn rồi, hoàn toàn không thể dừng lại được. Từ khi đeo chiếc nhẫn này, cảm giác người đều bất thường. Lúc phát ra ánh sáng xanh cũng vậy. Có lẽ nào đeo lâu mình cũng sẽ biến thành bộ dạng của huyết ma nhân. Nhưng mong là Thiên Hư Cung Đao Ca nó có thể giải bí được bí mật của chiếc nhẫn này. Bất luận năng lượng của chiếc nhẫn này là chính hay là tà, chỉ cần có thể cứu được Ma Hiểu Sảng, mình đều muốn nhanh chóng có được. Tay của anh vừa rồi thật sự là đáng sợ. Xin hỏi anh có phải là tu đạo mới? Lợi hại như vậy sao? Tu đạo? Tôi thấy cô tìm hiểu mấy thứ văn hóa Đông Phương thần bí đến tẩu hóa nhập ma rồi đấy. Tôi có tìm hiểu qua cổ đại văn hiến của nước Anh, trên đó có viết Vu Si Sơn có rất nhiều tiên nhân, nổi tiếng nhất là một người tên là Bành Tổ. Bình Xuyên Bành Thị Gia Phổ có viết ông ấy vì tìm bất tử quốc mà đến Kinh Nam Sơn, sau đó ông ấy sống đến hơn 800 tuổi còn trở thành tiên nhân. Ông ấy có hai người con, một là Bành Vũ, một là Bành Di. Vì vậy, Kinh Nam Sơn sau đó được gọi là Vũ Di Sơn. Tôi nói sai gì sao? Anh cười cái gì? Ở chỗ chúng tôi, nhắc đến Bành Tổ, mọi người đều nghĩ đến, đầu tiên không phải là Vũ Di Sơn, mà là Phòng Trung Thuật. Phòng Trung Thuật là loại tiên thuật rất là lợi hại. Tôi rất muốn học. Liên quan đến Phòng Trung Thuật mà, tôi cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau mài rũa. Quá tốt rồi. Để cảm tạ ơn cứu mạng của anh, tôi nói cho anh một bí mật. Truyền thuyết nói, Vũ Di Sơn có ẩn giấu một vị tiên nhân ở, tên là Thiên Hư Cung. Có điều tôi đã ở đây hơn 3 năm rồi, mà vẫn chưa tìm ra. Đao Ca, tại sao không để lại cho em cái bản đồ? Còn chỉ có 10 ngày, anh căn bản là không muốn gặp em đúng không?
cố lên. Đường may cao su, đại tỷ, em không phải là vua hải tặc Luffy đâu. Vừa rồi rốt cuộc là làm sao ra được, hiện tại muốn giơ tay mà không được, ra hết cả tay rồi, bỏ cuộc đi, bỏ cuộc. Ân nhân, để tôi massage cho. Tán ngỡ một hồi mới biết cô gái người Pháp này là Tháp Đồ, là China Han. Sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật Quốc lập Liên chạy đến Trung Quốc nghiên cứu văn hóa đạo giáo. Khi tôi nói tôi cũng đang tìm kiếm thiên hư cung, cô ta dùng vốn tiếng Hoa sứt sẹo nói một câu khiến tôi á khẩu. Theo các cụ thường nói thì chúng ta hiện tại là hữu duyên thiên lý lang tương lộ, lang tương hội, vô duyên đối diện thủ nát khiên. Kiểu con gái lâm vào đường cùng rồi mà vẫn có thể vui vẻ như Tháp Lâm, tôi đúng là lần đầu được gặp. Không biết cùng cô ấy tìm đến thiên hư cung là cát hay hung, có điều chắc chắn là sẽ không thiếu tiếng cười. Wow, nhanh nhìn xem, bên trên có rất nhiều quan tài lơ lửng. Bên này cũng vậy, chúng ta bị người chết thời cổ đại bao vây rồi. Đúng thế, giờ mới phát hiện ra. Trước mắt chúng ta là kiểu khú khê. Dựa núi nhìn sông là nơi rất thích hợp để mai táng. Không nhìn ra, anh cũng hiểu về phong thủy. Biết chút ít thôi, đừng có coi thường người khác. Tôi mới là người Trung Quốc nhé. Nghe người dân ở đây nói, chết ở khu vực núi sau này sẽ thăng lên, sẽ thăng thiên thành tiên. Vì vậy có thể treo quan tài, chỉ có mấy người giàu có hào phóng mà thôi. Tôi cũng quen mấy người bạn nhà giàu, bọn họ cũng dựng lều ở giữa dốc núi. Có lẽ bọn nhà giàu thích cảm giác cao cao tại thượng. Quan tài đặt ở nơi càng cao, người chết đó khi còn sống càng giàu có. Ây, tôi giờ muốn trải nghiệm cảm giác nhà giàu đây, ngủ ngon. Không cần lo lắng, ngày mai nhất định là sẽ có người đến cứu chúng ta. Lại có thể ngủ ở đây. Ngày mai bố xuất phát đến Vũ Di Sơn, giúp bố chăm sóc mẹ. 5 năm rồi, chắc đã không còn trên đời này nữa rồi. Bố, từ khi bố mất tích, mẹ đi hỏi tin tức của bố khắp nơi. Cả người đều khô héo. TV, báo cũng không tìm thấy thông tin mọi người gặp bất trắc gì. Khi mới bắt đầu, con không chỉ một lần muốn đến đây tìm bố, nhưng mẹ nhất quyết là không đồng ý. Mẹ nói bố đã chết rồi, mẹ không thể lại mất thêm con nữa. Sau đó con cũng thôi không nghĩ đến nơi này nữa. Nếu không phải vì chiếc nhẫn này, con có lẽ cả đời này cũng sẽ không đến đây. Bố biết tại sao không? Bởi vì con hận bố. Càng hận khảo cổ hơn. Nếu hôm đó không vì đi khảo cổ rồi bỏ mẹ con, mẹ sẽ không như thế này. Nghiên cứu cái thứ đã mục nát cả nghìn năm thì có ích lợi gì? Đến Vũ Di Sơn chỗ tích chết tiệt này, quan tài nơi nửng chết tiệt này. Quả thật là xin lỗi nhé. Tôi đi vào tiêu thuyền của ngài rồi. Nếu ngài thật sự là thành tiên, có bản lĩnh thì nhặt quan tài đi. Ai, buồn ngủ quá, xem ra mình cũng phải ngủ một chút. Tiếng gì thế? Sạc. Thứ quái quỷ gì vậy? Mình nói chơi mà. Thật phải vùng dậy như vậy không? Giờ phải làm sao đây? Chỗ quỷ này có muốn nhảy cũng không biết nhảy chỗ nào. Cô người Pháp này còn đang ngủ say. Xong rồi, họ đều tại cái bóng đá rước về. Đợi đã, có khi lần này cũng là hoang tưởng giống như lần trước gặp ma hiểu sảng dưới nước vậy. Trước tiên đừng lo lắng, bình tĩnh lại đi, xác định lại lần nữa. Tay trái đeo chiếc nhẫn cổ 1000 năm, ngươi chính là Chu Tiểu An. Ngươi sao ngươi biết tên ta? Nói như vậy ngươi không phải là quỷ. Ha ha, ta đương nhiên không phải quỷ. Tiểu Tiên Mộc, Hư Tư Tẩu Thiên, Hư Cung Vũ Thi Chân Nhân đợi ngươi ở đây rất lâu rồi. Ngươi là người, ngươi là thần tiên ở trong Thiên Hư Cung, ngươi có thể đưa chúng ta đến đó. Đùa gì vậy, thần tiên không phải là nên sống như này hay sao? Ít nhất là cũng như này chứ. Ngoài chút lông trên đầu ra, nói não nào giống quỷ cháu ăn chút nào. Hơn nữa, làm gì có thần tiên từ quan tài bước ra chứ, có chút đáng nghi.
Đưa tôi đi đi mà, cầu xin ông. Đại tỷ à, tỷ cũng quá dễ tin người rồi đấy. Có lẽ nào, lại nào có bệnh đó. Thiên hư cung là nơi thần tiên ở, người thường không thể tùy tiện vào, ta chỉ có thể đưa Chu Tiểu An vào thôi. Nhưng mà tôi không quản xa xôi đến Trung Quốc chính là về chính là để tìm thần tiên. Cầu xin tiên nhân nhận tôi làm đệ tử, đưa tôi lên thiên hư cung đi, khó khăn lắm mới gặp được tiên nhân. Đệ tử của ta rất là nhiều, không thể tiếp nhận được nữa. Cầu xin ông, có người muốn hại tôi, xin đừng bỏ lại tôi. Xin. Tuy Chu Tiểu An đối với tiên nhân này càng nghi ngờ, nhưng để mời ra bí mật của chiếc nhẫn nên không thể nào không nghe theo lời của ông ta. Thế gian này thật sự có tiên nhân hay sao? Sức mạnh của Đao Ca có khi nào liên quan đến thiên hư cung? Bố có khi nào cũng đến đây, chứ không phải là chết rồi. Nghĩ đến những thứ này, Chu Tiểu An sốc lại tinh thần, hắn không thể lập tức bay đến thiên hư cung làm rõ tất cả. Có điều chờ đợi hắn và tháp đổ ở thiên hư cung lại là chân tướng đáng sợ nhất ở trong đời họ. Sao đột nhiên lại có cảm giác gia đình ba người vậy? Muốn làm cái gì vậy? Hai người nhắm mắt lại, đi theo ta là được rồi. Đi phía nào? Trước mắt là vực thẳm. Đúng vậy, nguy hiểm quá. Nếu muốn đến thiên hư cung, bắt đầu từ giờ hãy nghe theo lời của ta, nếu không cả đời này các ngươi đều không hay đâu. Ấy, vẫn là bà xã tin ta. Chú Tiểu An ngươi có khi nào lại nhát gan như vậy hay không? Đời mà dám chê cười não tử trước mặt của tháp đồ. Dù sao ông cũng nắm chặt tay ngươi, có chết thì cùng chết chung. Được, chúng ta đi. Chuyện gì thế này, liên tục đã hơn 50 bước, phía trước không phải là vực thẳng hay sao? Tại sao vẫn có thể dẫm lên nền đất? Lão tiên nhân này rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như theo logic không gian ba chiều, chúng ta đáng lẽ đã rơi xuống núi sâu rồi, đã rơi xuống núi lâu rồi. Nghĩa nào mình đang đi trong không gian bốn chiều ở trên chương trình khoa học viễn tưởng hay sao? Nếu thật là không gian bốn chiều, nếu mình mở mắt thì sẽ thấy cái gì? Chu Tiểu An lúc đó có một dục vọng khó có thể kiềm chế được, đó là mở mắt. Tuy trong rất nhiều các sách về ma quỷ hắn đã xem đều viết, nếu lúc mở mắt ra tuyệt đối là không được có chuyện gì tốt, ví dụ như đột nhiên rơi xuống dưới, hoặc là phát hiện bản thân bị kẹt ở trong không gian kỳ lạ, vân vân. Trên thực tế hắn đột nhiên nhớ đến quyển sách thiếu nhi mà lúc nhỏ từng xem qua, Đạo Tiên Nhân, thuộc thể loại văn chương nêu tra chí dị. Đạo sĩ ở trong câu chuyện thư sinh cưỡi ở cây gậy của hắn. Rất nhanh thư sinh cảm thấy cây gậy giống như là một cột nhẵn bóng, dùng tay sờ vào hình như có vảy rồng. Hai chân rời xa mặt đất, bên tai còn nghe tiếng gió, dọa đến mức thư sinh mở mắt cũng không dám. Khi đó không biết Chu Tiểu An đã cười nhạo tiên thư sinh đó biết bao nhiêu lần. Không ngờ hôm nay là để bản thân hắn, nếu như lúc này không mở mắt nhìn một chút, sợ rằng sẽ hối hận cả đời mất. Đây là đâu? Không thấy tiên nhân với tháp đồ đâu cả. Có người còn mặc đồ cổ trang. Hình ảnh này đã từng thấy ở đâu đó rồi. Không sai, bức tranh ở dưới tầng hầm. Hình dáng ông lão đó giống hệt y. Chỉ là bề ngoài không an nhiên nữa như ở trong bức vẽ mà thôi. Ngược lại lại có chút căng thẳng. Còn ánh mắt của mấy người bái lại đều đẹp. Của mấy người bái lại đều rất lạnh lùng. Trời ơi, bọn họ đang làm gì vậy? Đáng sợ quá, bọn họ tại sao lại ăn sống ông lão? Hoàn toàn khác với hình ảnh dưới tầng hầm. Tại sao mình lại nhìn thấy chuyện ăn thịt người cổ đại này chứ? Có lẽ mình thật sự tiến vào không gian bốn chiều. Ông lão bị ăn thịt, hình thái kỳ dị, tuyệt đối không phải là người thường. Ông ta rốt cuộc là ai? Khoảng cách xa quá, không nghe thấy bọn họ nói gì cả. Không phải sợ, trước mắt mình chẳng qua chỉ là hình ảnh của nghìn năm trước thôi. Dù mình có đứng trước bọn họ, mấy người đó cũng không thể nhìn thấy mình. Tốt quá, đã nghe thấy họ nói gì rồi. Sao đột nhiên lại không nói nữa? Đùa gì vậy? Nghĩa nào thấy mình? Không thể nào. Mình làm gì có ở trong thời gian của bọn họ? Nghĩa nào sau lưng của mình có thứ gì đó? Không có. Xít, mẹ kiếp. Không đánh được. Bởi vì chúng ta không cùng thời đại sao?
nhưng bọn chúng sao có thể cảm nhận thấy được mình? Chuyện gì vậy, chóng mặt quá. Chu Tiểu An, tỉnh lại đi Chu Tiểu An, tháp đồ, tôi đang ở đâu vậy? Tôi cũng không rõ. Không phải ta nói không được mở mắt hay sao? Thiên Hư Cung sắp đến rồi, đi theo ta. Động đá vôi, mình vừa nhẽ nhìn thấy chính là chỗ này. Này, anh qua đây xem đi, hòn đá kia có khắc chữ. Tôi không biết chữ Trung Quốc. Bàng Tổ Thăng Thiên Sứ. Ông lão đó chính là Bàng Tổ đại danh đỉnh đỉnh. Bàng Tổ 800 tuổi. Lại bị người ta ăn thịt chết bi thảm như vậy. Chu Tiểu An đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thấy trước tranh trên vách đá tầng hầm. Âu Dương Thần cho rằng đó là tế lễ của người già ta giáo, còn hắn lại cho rằng ông lão đó là bất tử. Cả hắn và Âu Dương Thần đều sai rồi. Đứng trước sự thật tàn khốc, bọn họ chỉ giống như là đứa trẻ cấp 1 thiên chân ngây thơ. Thật sao? Bàng Tổ tiên sinh ở đây sao? Quá sức tưởng tượng. May mà cô ấy không biết ông ta thăng như thế nào. Văn tự thời đại của Bàng Tổ chắc là chữ Minh. Văn tự trên bức tường đá này đương nhiên là do hậu nhân khác. Rốt cục là chữ của ai khác? Người khác làm sao biết được Bàng Tổ chết ở đây? Hoàn toàn không hiểu được. Hai người đang ngắm cái gì đó? Chữ ta khác đẹp lắm đúng không? Xin hỏi tiên nhân, chân tướng của sự việc có phải giống như vừa nãy tôi nhìn thấy? Ta sao biết được ngươi đã nhìn thấy cái gì? Có điều quỷ hồn của Bàng Tổ thường đi theo ta, oán giận những đứa tôn tử bất hiếu. Con cháu từng nấc chết đi, còn Bàng Tổ thì vẫn sống, không biết qua bao nhiêu đời. Cuối cùng có kẻ đố kỵ sự trường thọ của ngài ấy, thậm chí là phẫn nộ. Hả? Để tai ta được thanh tịnh, vì vậy ta mới khắc lên hòn đá đó, hy vọng ngài ấy sớm thăng tiên. Có điều ngài ấy quả thật quá lưu luyến Vũ Di Sơn này. Nếu như các người gặp được quỷ hồn của một ông lão ở trong Thiên Hư Cung này, không phải sợ. Đáng sợ quá, tôi sợ ma nhất. Vậy những đứa cháu bất hiếu của Bàng Tổ chính là thi tộc sau này hay sao? Thấp túc thấp túc. Và chắc chắn là một loại giả thiết do thị tộc bịa đặt ra, nhưng không thể loại trừ những khả năng khác. Sao lại uống hết nhanh như vậy? Anh Đào, tiểu tử thối, không phải bảo ngươi tự đến hay sao? Lại còn mang theo một em tên đến đây nữa. Anh Hồng đừng hiểu lầm, thật ra cô ấy kết hôn với vị tiên nhân đó rồi. Kết hôn với ông ta? Ha ha, cái này cũng buồn cười. Đại ca anh uống nhiều rồi. Yên tâm đi, tiểu thư sư phụ của ta thích đùa lắm. Tiên nhân ở trong Thiên Hư Cung không thể liên quan đến nữ sắc. Hóa ra là đùa, tôi còn tưởng rằng phải kết hôn thật. Chỗ đùa này đúng là khiến người ta bất ngờ. Cảm ơn ngài, thật ra ngài rất đáng yêu. Người Pháp nào cũng sảng khoái như vậy sao? Chúng tôi rất muốn lập tức thăm thú Thiên Hư Cung, nhưng anh Đao nói trước. Trước khi bái kiến Vũ Di Chân Quân, nhất định là phải tắm gội trai giới. Anh ấy vừa đưa tôi và tháp đồ đến một suối nước nóng nhỏ. Tuy tôi vẫn chưa biết bản thân ở đâu, nhưng tất cả những thứ trước mắt tôi chốc lát khiến mọi người mệt mỏi trong chúng tôi tan biến. Không ngờ anh đang uống rượu xong lại nói nhiều hơn hẳn. Anh ấy nói đạo giáo và thị tộc là kẻ thù truyền kiếp, đã đấu đá hơn nghìn năm rồi, còn về Thiên Hư Cung thì là thánh địa đạo giáo của toàn Vũ Di Sơn. Nói như vậy chỉ cần tu luyện trong Thiên Hư Cung thì có thể thành tiên. Tôi hỏi anh ấy, tại sao một khư tử vẫn còn có những tiên nhân khác đều hết sức cổ quái? Anh Đao nói họ từng vào thần tích. Nhưng thần tích là cái gì? Ở đâu? Đó là bí mật lớn nhất của Thiên Hư Cung. Đến anh ấy cũng không rõ. Tôi vẫn muốn hỏi anh ấy chuyện chiếc nhẫn, nhưng anh ấy đã ngủ say mất rồi. Anh Đao hai lần cứu mạng của tôi vẫn luôn rất cảm kích. Nhưng từ khi biết anh ấy là người của Thiên Hư Cung, tôi bắt đầu có những nghi ngờ. Giờ xem ra, lần đầu tiên gặp anh Đao tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến Thiên Hư Cung. Khi đó anh ấy chắc chắn cũng biết là chiếc nhẫn này rất là nguy hiểm, lại cũng không ngăn cản tôi đeo nó vào. Có lẽ từ khi bắt đầu tôi đã là đối tượng thực nghiệp của bọn họ rồi. Tôi bắt đầu hối hận đã quá tin tưởng anh Đao, hối hận đã đến đây. Nỗi lo sợ qua đi, Chu Tiểu An đột nhiên nhận ra chân tướng trước giờ chưa từng được nhớ. Vào bố thí mà có được. Muốn biết Thiên Hư Cung này là chính hay tà, Vũ Di Chân Quân là tiên hay ma, chỉ có thể nên thâm nhập vào Thiên Hư Cung nghe ngóng một phen mà thôi.
Khoảng 10 phút sau, hắn đột nhiên dừng bước. Chu Tiểu An bị khung cảnh trước mắt làm cho ngây ngốc rồi. Khung cảnh này chính là Phúc Địa Động Thiên. Tôi nhớ trên giá sách của bố có một quyển sách cổ tên là Đạo Tích Kinh, bên trong có rất nhiều ghi chép liên quan đến Động Thiên. Người hiện đại nhìn vào những thứ trong quyển sách đó cũng có chút đáng cười. Tôi chỉ lật vài trang rồi bỏ xuống. Không ngờ Vũ Sư Sơn này lại có lời như vậy, đến nay vẫn chưa bị người ta phát hiện. Ở đây hình như là nội bộ của ngọn núi nào đó. Chết rồi, có người đến. Sư huynh, nói thật, đệ rất hối hận đến nơi tu tiên này. Huynh xem, chúng ta đức hạnh đến hôm nay cũng chả ra dáng tiên, rõ ràng là quỷ mà. Xuyệt, ngươi nói nhỏ một chút. Nếu bị thần dương thượng nhân nghe được, chúng ta sẽ bị ném xuống thần tích đấy. Có chết cũng không muốn đến chỗ đó đâu. Ảnh cũ của Trường Mông Tử 20 tuổi. Đều tại 20 năm trước, chúng ta đến thần tích mới biến thành thế này. Phạm sự gì? Có đắc tất có thất. Chúng ta đã có được tiên pháp rồi. Dù có biến thành thế này cũng chẳng sao. Sư đệ không cần phải thấy đau lòng như vậy. Lợi hại thật. Ông ta có thể khống chế vận động của nước. Đây chính là tiên thuật bọn họ nói sao? Sư huynh nói đương nhiên là có lý. Nhưng nếu không thể lộ diện trước mặt con người, dù có tiên thuật thì cũng có ai biết được đâu. Nếu không phải là 5 năm trước, Vũ Di Chân Quân, Thần Dương Thượng Nhân, Nam Tiêu Thượng Nhân, Cản Huyền Thượng Nhân, Bách Pháp Thượng Nhân, 5 người bọn họ đều khôi phục hình người, đại sớm đã rời bỏ Thiên Hư Cung rồi. Sư huynh có biết năm đó bọn họ đã làm thế nào hay không? Đầu ngươi bị ngấm nước sao? Nếu ta biết, còn phải đức hạnh như này hay sao? Vậy cũng phải. Có điều ta nghe nói, bọn họ khôi phục hình dạng con người có liên quan đến chuyện của 5 năm trước. 5 năm trước? Người muốn nói đến chuyện đoàn khảo cổ vào nhầm Thiên Hư Cung chúng ta. Đoàn khảo cổ, xịt, đoàn khảo cổ. Ba chữ đó không được nhắc đến, cẩn thận người ta nghe thấy đấy. Nghĩ mà xem, năm đó tiếp xúc với bọn sinh nhân, có tất cả là 6 tiên nhân. Đó là Vũ Di Chân Nhân, Thần Dương Thượng Nhân, Lãng Tiêu Thượng Nhân, Càn Huyền Thượng Nhân, Bách Pháp Thượng Nhân và Mộc Hư Tử. Sau khi những sinh nhân đó mất tích một cách bí ẩn, xảy ra chuyện không tưởng tượng. Ngoài Mộc Hư Tử ra, 5 người kia đều khôi phục hình người. Ý của sư huynh chính là huyền cơ đó chỉ có Mộc Hư Tử mới biết được sao? Không sai. Có điều Mộc Hư Tử vốn là một kẻ tốt, càng không dám đắc tội với Vũ Di Chân Nhân. Vì vậy, bao nhiêu năm rồi, không ai biết khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trưởng môn tử, Trưởng nguyên tử, hai người đang âm thầm gì vậy? Còn không mau chuẩn bị thần hư đại tiếu. Thần Dương Thượng Nhân, khí sắc của ngài tốt thật. Chúng ta đi thôi, ông ta chính là Thần Dương Thượng Nhân. Đừng nhìn thấy mình. Tại sao không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của ông ta chứ? Lẽ nào phát hiện ra mình rồi? Phù, sợ chết đi rồi. Mình xem qua quan tài liệu chính thức, đoàn khảo cổ vào Vũ Sĩ Sơn 5 năm trước chỉ có đoàn của bố mình. Tuy cũng có khả năng có những đoàn phi pháp, nhưng đoàn của bố mình có khả năng cao nhất là đã tiến vào đây. Nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu như việc đoàn khảo cổ mất tích có liên quan đến Thiên Hư Cung, mình tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia cũng coi như là có thu hoạch rồi. Tuy Thiên Hư Cung này ở ngay trước mắt, tốt nhất là không nên manh động. Nhanh quay về giả vờ đang ngủ, nhân cơ hội không bị ai phát hiện. Buổi trưa, đại điển Thiên Hư Cung. Vị tráng hán mặt mày hung ác này là Lăng Tiêu Thượng Nhân, còn vị có đôi mắt u ám bên cạnh là Thuần Dương Thượng Nhân. Người có bộ dạng giống như là chuột là Càn Huyền Thượng Nhân. Người có mái tóc là xòa này chính là Bách Pháp Thượng Nhân. Bọn người này tuy mặt mũi giống như người, nhưng không hiểu vì sao tôi nhìn Mộc Hư Tử thuận mắt hơn nhiều. Người là Chu Tiểu An? Vâng. Cuối cùng cũng mở mồm. Người có biết lai lịch của chiếc nhẫn trên tay của người? Không biết. Đùa nhau à? Nếu tôi biết thì còn phải tìm đến đây hay sao? Chiếc nhẫn này là ma vật cực kỳ quý hiếm, vốn là do trưởng môn của các đời truyền nhau bảo vệ.
Đáng tiếc 20 năm trước đã bị thất lạc, không ngờ hôm nay lại nằm trong tay của ngươi. Cái gì, chiếc nhẫn này là của Thiên Hư Cung? Đã biết chiếc nhẫn này nguy hiểm như vậy, tại sao còn để tôi đeo nó? Ngươi trách nhầm non đau rồi. Chiếc nhẫn này quan trọng như vậy, thiên cơ bên trong, sao hắn có thể biết được? Huống hồ khi đó, tại ngươi muốn kiếm tiền mới chủ động đeo lên, không trách người khác được. Nhưng mà, dù là như vậy, các người vẫn phải có trách nhiệm. Vì vậy các người phải có trách nhiệm, giúp ta thao chiếc nhẫn này xuống. Giờ chúng ta sẽ mang đồ về, trả cho chủ cũ. Cái đó ấy à, ta tuy là Vũ Di chân quân, nhưng cũng được bất tòng tâm. Tại sao không thấy tháo ra được? Nghĩa là trước đây không có ai đeo nó. Không phải. Tương truyền ở trong lịch sử, từng có ba vị Thiên Hư Cung, trưởng môn đeo chiếc nhẫn đó. Vậy bọn họ làm cách nào để tháo nó ra? Bọn họ đều không nằm ngoài dự lệ. Tự bùng nổ mà chết. Cái gì? Ba vị trưởng môn trải qua quá trình tu hành nghiêm khắc nhưng vẫn chết thảm. Còn ngươi không có cơ bản lại có thể sống. Đó chính là lý do bọn ta quan sát kỹ càng ngươi. Đều là người thường đeo chiếc nhẫn này. Hoặc là chết, hoặc là bị huyết ma khống chế. Còn ngươi lại có thể khiến huyết ma xuất hiện bên ngoài cơ thể của ngươi, còn không bị tổn hại đến cộng đồng nào. Ngươi là người đầu tiên. Theo ta thấy, ngươi không phải là người thường, thậm chí là vượt qua tất cả tiên nhân ngồi đây. Trong thần hư đại thiếu ngày mai, ta muốn tuyên bố một quyết định trọng đại, chính là mời ngươi tạm thời ở trong Thiên Hư Cung. Chân quân cũng có vẻ rất coi trọng tên tiểu tử này. Sư huynh thấy thế nào? Theo ta thấy, đến ngày mai, địa vị của chúng ta cũng khó bảo toàn rồi. Cái gì? Chúng ta khổ sở phục vụ chân quân hơn trăm năm mới có được vị trí này. Nghĩa nào tiểu tử đó vừa đến một ngày đã muốn tranh với chúng ta? Theo ta thấy, muốn tranh cũng không dễ đâu. Sư phụ từ 20 năm trước, sau khi mất đi chiếc nhẫn thì chịu đả kích rất lớn. Chúng ta không nên cùng đi khuyên ông ấy đi. Vô ích thôi, sư phụ e rằng đã muốn bay lên thượng giới rời xa chúng ta mà thôi. Nếu ta đoán không sai, thần hư đại thiếu ngày mai chính là thời khắc chúng ta tạm biệt với ông ta. Thật sao? Vậy chuyện ông ta muốn tuyên bố, nếu nào là muốn để tiểu tử đó? Sư huynh đầu óc của anh linh hoạt nhất, có thể nghĩ cách được không? Các vị huynh đệ, ghé tai lại đây. Ta xì, tôi đúng là lần đầu tiên nghe thấy Vũ Di chân quân khen người khác. Tiểu tử cậu, đến thời chuyển mệnh rồi đấy. Chuyển mệnh, lão tóc bạc chắc định là nhầm rồi, hả? Tôi chỉ là người bình thường mà thôi, ông ta đánh giá tôi quá cao rồi. Đùa cái gì vậy, chân quân không nhầm được đâu. Cậu nôn ra được huyết ma, đã chứng minh bản thân có thiên phú rồi. Ây à, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Lúc còn nhỏ, tôi thường hay xem bố và ông nội đánh cờ. Ông nội thường thắng. Nếu mà thế, còn hội Olympic đánh cờ, ta sớm đã lấy huy chương vàng về rồi. Ông nội cho đến chết vẫn nghĩ rằng bản thân là cao thủ đánh cờ. Tôi sau này mới biết, bố vì muốn ông vui vẻ nên thường cố ý thua ông. Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tôi đang muốn nói đến bẫy tư tưởng. Một khi việc có rất nhiều khả năng, người ta thường muốn tin vào cái khả năng có lợi cho bản thân mình hơn. Ví dụ kẻ thất tình mà tin bạn gái ham giàu sang, mà không muốn tin vào sự thật bản thân vừa ngu xuẩn vừa lười biếng. Người thân của những người đã mất thà tin là bác sĩ vô dụng, cũng không muốn tin vào sự thật người mất dương duyên đã tận. Đương nhiên, tin vào về thứ nhất sẽ khiến trong lòng chúng ta thấy thoải mái hơn. Tại sao tôi mang chiếc nhẫn này mà không chết? Bởi vì ta là thiên tài đều là ma lực, song sinh vũ hồn, công kích mạnh mẽ nhất. Trọng trách, cứu vớt thế giới này cứ giao cho ta. Tôi rất muốn tin Vũ Di chân quân nói đúng. Nhưng đương nhiên, vẫn còn có một loại khả năng mà tôi không thể nói nó tồn tại. Trải qua nhiều lần thất bại trước, huyết ma nhân cuối cùng cũng có ý thức được trực tiếp thâm nhập vào trong cơ thể con người sẽ khiến nó bùng nổ. Vì vậy, nó mới chủ động rời khỏi cơ thể của tôi. Dùng thủ đoạn tôi biết, từ từ cải tạo tôi, đợi thời cơ chín muồi sẽ chiếm lĩnh cơ thể của tôi. Nếu suy nghĩ như vậy, tôi chưa chết là sự sắp xếp của huyết ma. Không có quan hệ, cái khỉ gió gì cả. Nghe ngươi nói như vậy, cũng không phải là không có chút đạo lý gì. Nhóc con này đầu óc cũng không đến nỗi. Anh còn nhớ khi đó nó nói cái gì hay không? Khi đó nó nhắc đến hai từ mệnh chung chủ định và sớm muộn. Tôi nghĩ nó vẫn đang chờ thời cơ thích hợp. Tiếp theo đó, tôi và anh
Tôi và anh Đao đều rơi vào im lặng. Thật ra vì sao tôi tin khả năng thứ hai vẫn có một bí mật không thể nói với anh Đao. Một tháng trước, lúc bị thẩm vấn ở trong cục cảnh sát, tôi đã nói dối. Thật ra lúc Hoàng Nguyên Yến bị giết, vào tối hôm đó, tôi chạy đến hiện trường, ngoài nhìn thấy thi thể của cô ta ra, còn nhìn thấy Huyết Ma Nhân đứng từ xa. Khi đó tôi nhặt một con dao dưới hiện trường, xông lên đó. Tôi muốn giết nó báo thù cho Hoàng Nguyên Yến. Tuy bây giờ, nhìn lại hành động đó có chút đáng cười. Khiến tôi giật mình chính là nó đột nhiên nói chuyện. Ta phải giao ước với ngươi. Ngươi đeo chiếc nhẫn đó lên rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta có thể thay ngươi giết bất kỳ kẻ nào ngươi cho là chết. Còn ngươi không cần trả bất kỳ giá nào. Ý của ngươi là ta không cần chịu trách nhiệm, có thể tùy ý giết người. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Rất hấp dẫn đúng không? Đùa gì vậy? Tôi không muốn giết người, cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Sau khi tôi nói xong, nó cười bước đi, tuy khuôn mặt rất là đáng sợ, nhưng tôi chắc chắn là không nhìn nhầm, khuôn mặt đó chắc chắn là đang cười. Tôi biết tại sao nó lại giao ước với tôi rồi. Tôi không muốn giết bất kỳ ai, càng không muốn bị cho là đồng đảng của quái vật. Vì vậy tôi không nói chuyện này với bất kỳ ai. Sự việc đến nay, tôi có nên tiếp tục giấu kín tiếp hay không? Trong lúc Chu Tiểu Hoan đang lo lắng bản thân, hoàn toàn không phát hiện ra hành vi lạ thường của một người khác. Sau khi gặp Vũ Di Chân Quân, Tháp Đồ không nói câu nào với mọi người, buổi tối không thấy xuất hiện, không hề giống cô ta lúc bình thường thích nói cười. Sư phụ xin dùng cơm sáng, sư phụ. Người đâu? Không hay rồi, người đâu? Nhanh đến đây. Ý, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Di Chân Quân bị giết chết rồi. Cái gì? Ông ta không phải là thần tiên hay sao? Sao có thể chết được? Cái gọi là thần tiên không thể khoa trương như trong thần thoại được đâu. Có điều, có thể thi triển tiên thuật. Cùng với đó, tọa hơn người bình thường mà thôi. Hôm qua còn nói muốn tuyên bố quyết định quan trọng. Hôm nay đã đột nhiên bị giết. Cũng trùng hợp quá nhỉ. Vũ Di Chân Quân chết do đầu trúng đạn khiến tôi khó bề tưởng tượng. Tại sao người cầm súng đứng bên cạnh thi thể run rẩy run đầy bẫy lại là Tháp Đầu đó? Là cô ta bắn chết sư phụ. Nhanh bắt cô ta lại, báo thù cho sư phụ. Nguy hiểm, cô ta có súng. Tháp Đầu, cha Tiêu Dao tại thượng, con gái Tháp Đồ cuối cùng cũng báo thù được cho cha rồi. Linh hồn của cha trên trời cuối cùng cũng được yên nghỉ rồi. Tiêu Diêu nghe con quá. Đồ óc heo, hắn không phải là quẻ duy nhất ở thiên hư cung chưa đến thần tích hay sao? Ta cũng nhớ lại rồi. Năm đó tên tiểu tử này Làm cho bộ một người phụ nữ nước ngoài to lên. Đó là tin hot chấn động cả thiên hư cung. Không phải chứ, cha của Tháp Đồ này lại là đạo sĩ của thiên hư cung, lại còn yêu người ngoại quốc. Đúng là không hổ là hai chữ Tiêu Dao. Đến tận bây giờ mới hiểu được mục đích thật sự cô ta bỏ ra 3 năm tìm kiếm thiên hư cung. Hoàn toàn không hiểu được một cô gái yếu đuối đột nhiên biến thành kẻ báo thù, máu lạnh giết người. Tôi vốn cho rằng chỉ có Hồng Nguyên Yến khiến tôi không thể đoán ra được. Con gái thật sự nào lại động vật thật là đáng sợ. Tiêu Dao 5 năm trước đã bị đuổi khỏi thiên hư cung. Cô căn bản là không có lý do gì để giết Vũ Di Chân Quân. Tất cả mọi người đều bị lão hồ ly này lừa chứ. Hồ ly đáng chết này lừa rồi. Tất cả mọi chân tướng đều bắt đầu từ đoàn khảo cổ tiến vào đây 5 năm trước. 5 năm trước, đoàn khảo cổ của bố. Đáng ghét, bố tiên đó sao lại lợi hại như vậy? Chúng ta là thuộc hạ của thị trưởng, đắc ý nhất đấy. Mấy tên tạp chủng này, tại sao lại hiểu lầm lâu như vậy? Đi thôi, thiên hư cung vẫn còn vở kịch hay, đợi chúng ta xem.